Chương 2. Bữa trưa, góc sân nhỏ nắng nhảy nhót lung linh qua những kẽ lá. Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng dương cầm thánh thót. Tiếng đàn vọng ra ngoài hiên, khuấy động một cách dịu dàng sự yên lặng. Những ngón tay mảnh mai của Thùy Dương lướt nhanh trên phím. Trong cái nhìn của cô có gì đó không bình thường. Cô chơi đàn trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không nhận thức được xung quanh. Hoàng Yến trong nhà đi ra, vẻ mặt hãy còn ngáy ngủ. Cô vươn vai, ngáp thật dài, rồi tò mò nhìn về phía góc phòng. Cô nhón gót đi tới phía sau, chụp lấy vai của Thùy Dương. Hù. Thùy Dương quay lại nhìn Hoàng Yến nhưng không cười, cũng không nhăn mặt. Cô nhìn như nhìn một người lạ, rồi cúi xuống tiếp tục chơi đàn. Hoàng Yến nhăn mũi cục hứng. Cô thích làm cho Thùy Dương giật mình rồi la lên sùm, nhưng rõ ràng cô nàng chẳng bị tác động gì hết. Rõ chán. Hoàng Yến bước vòng qua phía trước, chống cằm tựa vào thùng đàn, mắt đăm đăm nhìn Thùy Dương chép miệng. Công nhận chị đàn hay thật, tôi chẳng hiểu gì về nhạc, nhưng mà nghe thấy cũng hay hay. Cô ngó xuống tay Thùy Dương, nhận xét tiếp. Bàn tay chị đúng là tay của nữ nghệ sĩ. Đẹp quá. Cô xòe tay mình ra ngắm, rồi chép miệng. Tay tôi đẹp không được như vậy. Chán thật. Có làm gì đâu mà ngón tay to đùng. Không biết Thùy Dương có hiểu gì không, chỉ thấy cô nhìn chứ không trả lời. Cái nhìn của người vô tâm kiểu đó không làm người ta mất lòng, nhưng cũng hơi bị cục hứng. Hoàng Yến cắn cắn ngón tay, im lặng nghe. Nhưng chỉ được một lát, cô lại lên tiếng. Bản nhạc gì vậy? Thùy Dương nhìn cô như hiểu, rồi lên tiếng chậm rãi. Sonat ánh trăng. Hoàng Yến chẳng hiểu cô nói gì, nhưng được trả lời thì cô chịu lắm, cô reo lên. À, chị nói được rồi hả? Thùy Dương nhìn Hoàng Yến như lạ lùng. Cô nhíu mày cố suy nghĩ, rồi nói ngập ngừng. Tôi biết nói mà. Nhưng mà chị nói chuyện không bình thường như người ta. Thùy Dương nghiêng đầu tiếp tục suy nghĩ. Cô nói chậm chạp. Không bình thường. Không bình thường. Đúng, chị bị tâm thần. Gia đình chị đưa chị vào bệnh viện. Sau đó anh Trường và dì tôi đưa về đây. Chị nhớ không? Thùy Dương ngơ ngẩn nhìn Yến. Cô nói phức tạp quá nên cô không nắm bắt hết ý. Cô cầu tráng cố nghĩ, nhưng rồi lại lặng thinh nhìn xuống phím đàn và lại bắt đầu chơi nhạc. Hoàng Yến đứng nghe một lúc, nhưng thấy chán, cô định vào phòng thì nghe tiếng mở cổng. Cô nhìn ra sân rồi reo lên. Anh Trường tới kìa. Nghe tên Trường, Thùy Dương ngẩng đầu lên. Anh Trường hả? Ờ, lát nữa bắt anh ấy dẫn đi ăn kem nhé, có ok không? Thùy Dương không trả lời, cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Lúc đó Trường vào tới, anh nhìn Thùy Dương rồi nhìn Hoàng Yến. Chưa kịp hỏi thì cô đã nói như thông báo. Nãy giờ Thùy Dương nói chuyện với em đó anh Trường. Trường nhướng mắt. Cô nói chuyện à? Thật mà, khi hỏi cô đàn bản gì thì cô trả lời tên bản nhạc. Chắc là hết điên rồi đó anh Trường. Kết nối quá thẳng của cô làm Trường hơi không bằng lòng, nhưng vẫn mỉm cười. Mai mốt đừng dùng lại từ đó nghe Yến. Thùy Dương hiểu thì sẽ buồn đó. Chắc Dương không hiểu đâu. Hiểu không Thùy Dương? Vừa hỏi Trường vừa cúi xuống nhìn cô. Nhưng Thùy Dương không trả lời. Nãy giờ cô nhìn Trường rất lâu và cười với anh. Bao giờ thấy Trường và dì Kiều cô đều cười trìu mến như vậy. Ngoài ra những người khác đối với cô đều có vẻ xa lạ, kể cả bạn bè. Trường nhìn vào nhà. Có dì Kiều ở nhà không Yến? Dì em về quê rồi, mốt mới lên. Trường khoát tay. Để anh nói chuyện với Thùy Dương một chút, em đi dạo đi. Đợi Hoàng Yến đi rồi, anh cúi xuống bảo Thùy Dương. Nãy giờ cô bé chơi bài gì vậy? Thùy Dương lặp lại. Sonat ánh trăng. Trường nhìn Thùy Dương chăm chú. Cách trả lời của cô chứng tỏ cô bắt đầu nhận thức được. Nhất là cử chỉ lúng túng khi cô biết bị nhìn. Tự nhiên anh thở nhẹ, rõ ràng là Thùy Dương hồi phục rất nhiều. Thùy Dương chợt ngước lên. Anh Trường có muốn nghe nữa không? Muốn chứ, cô bé đàn tiếp đi. Thùy Dương ngoan ngoãn chơi nửa bản nhạc rồi ngừng lại. Trường ngạc nhiên. Sao em không chơi nữa? Thích nói chuyện với anh hơn. Trường nhướng mắt. Em muốn nói chuyện với tôi. Thùy Dương gật đầu. Vâng. Cô im lặng một lát rồi nói chậm rãi. Chị Oanh rất thích bài này. Trong một phút, Trường quên hẳn bản nhạc Thùy Dương vừa nói. Anh buột miệng. Bài gì? Bản Sonat.
À, tôi nhớ rồi. Cô bé còn nhớ gì nữa không? Chị Oanh đã chết do lỗi của em. Trường lại chỉnh nhẹ nhàng. Em không có lỗi, dứt khoát là vậy. Kiều Anh mất vì bệnh tim trở nặng, không phải là do ai hết. Thùy Dương lắc đầu. Chính Quảng đã làm cho chị ấy xúc động mà chết. Không hẳn là vậy, em nhớ không? Lúc đó anh chuẩn bị vào bệnh viện, bệnh cô ấy rất nặng. Anh vô tình nắm chặt tay Thùy Dương bóp mạnh. Cô ấy chết vì bệnh, em hoàn toàn không có lỗi, đừng tự đổ lỗi cho mình nữa. Bị đau, Thùy Dương chỉ biết cúi xuống nhìn tay mình, chứ không biết cách phản ứng. Nhưng mà cử chỉ của cô làm Trường nhận ra mình vừa hành động quá khích. Chính anh cũng bị xúc động mỗi khi nghĩ về buổi sáng đó. Vậy thì làm sao anh xoa dịu được sự căng thẳng của Thùy Dương? Thấy anh im lặng, Thùy Dương rụt rè. Anh ghét em lắm phải không? Không, sao em nghĩ vậy? Tại em làm anh mất chị Oanh đó. Lại như vậy, nếu còn bị ám ảnh ý nghĩ này, Thùy Dương sẽ khó mà bình thường trở lại. Trường quyết định không nói chuyện này nữa, anh chuyển qua chuyện khác. Em có muốn đi học trở lại không? Học à? Đúng, sẽ trở lại nhạc viện như trước kia. Nhắc đến nhạc viện, lập tức Thùy Dương lại liên tưởng đến nỗi ám ảnh nặng nề. Cô lắc đầu giận dữ. Anh ta sẽ đến trường tìm em xấu hổ với bạn bè, đến đó là sẽ bị anh ta bắt ngay. Cô chợt đập tay mạnh lên bàn phím. Em ghét con người đó. Thấy cô sắp bị kích động, Trường nói nhẹ nhàng. Thùy Dương quên là anh ta bị nhốt vô hộp rồi sao? Thùy Dương mở to mắt như ngạc nhiên, rồi lặp lại. Bị nhốt à? Đúng, không cách gì anh ta tìm em được nữa, đừng sợ anh ta. Lập tức Thùy Dương tin ngay, cô chợt cười sung sướng. Em thoát nạn rồi. Trường cố ý chờ xem Thùy Dương có nhảy nhót như lần trước ở bệnh viện hay không. Cô chỉ ngồi im, cười một cách tư lự, nhưng rõ ràng là rất vui. Trường biết Thùy Dương đang dần dần khôi phục ý thức. Những biểu hiện của cô có vẻ trầm tĩnh hơn. Nói chuyện dù không trôi chảy, nhưng vẫn biết cách trả lời và thể hiện ý nghĩ của mình. Và có một điều anh biết chắc chắn là Thùy Dương rất tin cậy anh, gần như xem là chỗ dựa duy nhất của cô. Điều đó vô tình làm anh thấy có trách nhiệm với cô hơn. Hoàng Yến chợt đi ra, cô nói khẽ với Trường. Anh Trường, em có chuyện muốn nói, ra đây đi anh. Trường bảo Thùy Dương chơi đàn tiếp rồi đi ra sân. Anh ngồi xuống băng đá cạnh Hoàng Yến, mỉm cười tò mò. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Yến? Khuôn mặt Hoàng Yến có vẻ quan trọng thật sự. Anh thấy lúc này Thùy Dương tỉnh táo nhiều hơn không? Trường gật đầu chứ không nói gì. Anh tiếp tục nhìn Hoàng Yến, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì. Hoàng Yến ngắt chiếc lá vò vò trong tay. Vậy anh tính sao? Anh không hiểu. Ý em muốn nói là Thùy Dương còn ở đây đến chừng nào? À, thì ra là chuyện đó. Anh không biết cái đó. Cái đó thì tùy dì Kiều quyết định. Dì ấy muốn Thùy Dương ở đây mà. Hoàng Yến khoát tay. Lúc trước em chưa về, dì Kiều sợ cô đơn. Nhưng bây giờ có em rồi, buồn nói gì nữa. Trường đăm đăm nhìn cô. Ý em là không muốn Thùy Dương ở đây. Hoàng Yến gật đầu. Cô ta có gia đình nhà cửa đàng hoàng, mà nhà cao cửa rộng hơn ở đây nữa. Mắc gì phải ở nhà này chứ, đâu có họ hàng quen biết gì đâu. Cô im lặng một lát, rồi nói với vẻ bực mình. Lạ thật đó, không biết dì em thương cô ta ở điểm nào. Trường ngồi im, chính anh cũng không biết dì Kiều thương Thùy Dương ở điểm nào. Nhưng rõ ràng, đó không phải là sự thương hại bố thí. Hình như là có một cái gì đó sâu sắc hơn mà anh không giải thích được. Hoàng Yến lên tiếng. Anh có biết tại sao không anh Trường? Trường hơi nhún vai. Anh không biết. Ý nghĩ của dì Kiều làm sao anh biết được? Hoàng Yến hỏi đột ngột. Vậy còn anh thì sao? Em muốn hỏi về khía cạnh nào? Em thấy anh tốt với Thùy Dương đến mức ngạc nhiên. Nếu là anh em thì không có gì đáng nói. Đằng này cô ta là người hoàn toàn xa lạ, sao anh tốt phi thường như vậy? Trường nheo mắt đăm chiêu. Chính anh cũng không hiểu được tại sao. Hoàng Yến hỉnh mũi. Nếu ai không biết nhìn vào sẽ tưởng anh yêu cô ta đó. Trường rất bị xúc phạm, nhưng chỉ phản ứng nhẹ nhàng. Đừng nói bậy, em thừa biết tình cảm của anh đối với anh mà. Anh nghiêm mặt lại. Từ đây về sau, anh yêu cầu em đừng nói năng như vậy nữa. Biết mình đi quá trớn, Hoàng Yến vội dừng lại đúng lúc. Em xin lỗi, không nói chuyện này nữa. Nhưng mà thật tình là em vẫn thấy lạ. Em đã lý giải đủ cách, nhưng mà vẫn không sao hiểu được.
Trường nghiêng đầu suy nghĩ lặng lẽ. Bảo là anh không hiểu được thì cũng không đúng. Có lẽ anh quan tâm số phận của Thùy Dương vì thấy cô yếu đuối mỏng manh. Cô rất giống Kiều Anh ở điểm này. Tính cách của cô làm gợi lòng hào hiệp quân tử trong anh, bất chấp đó là người hoàn toàn không cùng dòng họ. Trường ngồi một mình trong phòng làm việc. Ngoài kia chiều đã xuống, hết giờ làm việc đã lâu mà anh vẫn ở lại phòng. Ngồi một mình buồn thầm lặng với mình. Những buổi chiều thế này anh thường hay nhớ Kiều Anh. Vì thường thì anh chỉ ở bên cô vào buổi chiều. Anh với Kiều Anh có rất ít thời gian ở bên nhau. Kỷ niệm về cô không có gì nhiều ngoài những buổi chiều ngồi bên thềm ngắm hoàng hôn. Có khi là nhìn lá rơi hoặc ngắm những tia nắng lung linh trên mặt sân đầy lá. Anh thích sự tĩnh lặng ở Kiều Anh, thích cả nỗi buồn dịu dàng và cũng đã từng đau khổ khi nghĩ về tương lai mù mịt. Nhưng trên hết là tình yêu bao dung, không có gì làm chùn bước. Giờ đây, nhớ lại buổi sáng đau buồn đó, anh không thể nào ngăn được cảm giác cô đơn yếu đuối. Và anh gục đầu xuống bàn, như không còn đủ nghị lực chống chọi với nỗi buồn dây dứt trong lòng. Cánh cửa bật mở toang. Rồi Hoàng Yến đứng ở cửa, cô ngó vào phòng tìm Trường, miệng liến thoắng. Anh Trường ơi, trốn đâu rồi? Phát hiện ra anh ngồi phía sau máy, cô đi nhanh tới bên anh, nhún nhún chân. Sao tới giờ mà chưa về? Ở đây một mình làm gì? Đi chơi với em đi. Hôm nay em lãnh lương, tháng lương đầu tiên đấy nhé. Em sẽ khao anh linh đình luôn. Trường ngồi thẳng người, gạt tóc qua một bên. Sao không về nhà mời dì Kiều? Anh có gì đâu mà phải khao. Mời dì Kiều thì có gì đặc biệt đâu, anh mới đặc biệt chứ. Trường lắc đầu lần khừng. Anh mệt lắm, hôm nay anh muốn nghỉ sớm. Hoàng Yến nắm tay Trường ngúng nguẩy. Anh không đi thì em sẽ ở đây hoài, chừng nào anh đi thì thôi. Trường nhìn cô hơi lâu rồi mỉm cười. Thôi được, anh chịu em, nhưng đi với một khuôn mặt cau có em sẽ bực lắm đó, chịu được không? Hoàng Yến phì cười. Không sao, cậu có mấy đi nữa thì nhìn anh vẫn đẹp trai mà. Trường buông một tiếng cười. Cảm ơn. Hoàng Yến chím chím môi, nhướng nhướng mắt, nửa đùa nửa thật. Em nói thật chứ bộ. Thì anh đã cảm ơn em rồi đó. Trường đứng dậy, đi đến phía tủ cất hồ sơ. Hoàng Yến vẫn còn đứng bên bàn. Cô cầm bức ảnh Kiều Anh lên ngắm nghía rồi lại bỏ xuống. Lúc nào cũng chìm đắm trong những hồi ức như thế này thì sống có gì vui vẻ. Tính cô vốn ghét cái gì mềm yếu, đa sầu đa cảm, nên cô không hiểu được nỗi buồn trong lòng của Trường. Tất nhiên mất người yêu thì không ai thanh thản nổi, nhưng phải tìm cách quên đi chứ. Đi chơi hoặc quậy tung lên với người nào đó, chứ già mình một chỗ mà đau khổ thì chịu sao nổi. Trường quay lại, thấy Hoàng Yến nhìn khung ảnh, anh cất nó vào tủ rồi đưa mắt nhìn cô. Đi chứ? Hoàng Yến gật đầu mạnh mẽ. Vâng. Cả hai đi xuống sân. Hoàng Yến chủ động đề nghị. Đi ăn tối nhé anh Trường, sau đó sẽ đi nhảy, ok? Trường lắc đầu. Anh không biết nhảy, cũng không thích chỗ ồn ào. Tăng một thì được, nhưng mà tăng hai thì không. Hoàng Yến nhăn mặt. Chán anh dễ sợ, có ông anh như anh, thà đi chơi với nhà sư sướng hơn. Trường thản nhiên. Đừng bán bổ chứ cô bé. Em phải hỏi xem người ta có dám đi với em không. Thì đi ăn vậy. Nhưng mà chẳng lẽ anh không chịu ý em được hả? Chịu trong khả năng của anh thôi. Tối nay anh định ghé thăm dì Kiều và Thùy Dương. Mấy hôm nay Thùy Dương thế nào? Ngoài anh và dì Kiều ra, cô ta chẳng thích nói chuyện với ai, nhất là với em. Em có cảm giác cô ta dị ứng với tính cách của em. Có lẽ em ít tiếp xúc với Thùy Dương nên cổ ngại. Em cũng biết là Thùy Dương rất sợ người lạ mà. Làm như anh sợ em ăn hiếp Thùy Dương vậy. Thùy Dương của anh hiền quá à. Trường chỉnh lại ngay. Đề nghị em nói năng nghiêm chỉnh. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ đưa em về ngay đó. Hoàng Yến sụ mặt làm thinh. Nhưng chỉ được một lát, cô lại liến thoắng nói sang chuyện khác. Công nhận làm ở đây vui thật. Trong phòng em toàn là trang lứa nhau, đi chơi chung vui lắm. Thật lạ. Vậy sao em không dành buổi tối này cho bạn của em? Đi với anh làm gì? Anh lớn rồi, đâu có thích hợp với mấy cô nhỏ nhỏ như em. Hoàng Yến xí một tiếng dài thượt. Làm như anh là ông cụ không bằng, lớn hơn có mấy tuổi mà lúc nào cũng coi người ta là con nít. Trường không trả lời. Anh dừng xe trước một quán ăn mà trước đây thỉnh thoảng anh đưa Kiều Anh tới. Hoàng Yến bước xuống xe nhìn quanh. Chỗ này lạ quá, em không quen. Trước đây anh với Kiều Anh hay tới chỗ này. Ở đây tương đối yên tĩnh hơn mấy chỗ khác. Hoàng Yến lầu bào.
Không hiểu nổi tại sao em thích đi chơi với anh. Nhiều lúc em cũng không hiểu nổi mình nữa. Chẳng có điểm gì giống nhau cả. Nói xong, cô níu tay Trường, nhún nhảy đi vào trong. Cô hỏi một cách săn sóc, anh ăn gì? Trường khoát tay, em cứ gọi trước đi. Hoàng Yến quay qua đặt món với người tiếp viên. Anh ta nghe xong rồi nhìn Trường. Anh vẫn gọi món cũ à? Hoàng Yến quay qua nhìn Trường, thấy anh gật đầu, cô le lưỡi. Chung thủy thật. Cái gì chung thủy? Đến quán nào thì ăn cố định món đó. Những người như vậy có tính chung thủy lắm. Yêu ai rồi thì yêu mãi một người. Ai mà gặp anh sau này vừa có phước vừa vô phước. Trường nhướng mắt như hỏi nhưng không lên tiếng. Cử chỉ đó làm cho Hoàng Yến phì cười rồi nói luôn. Có người yêu chung thủy thì tốt, nhưng anh cứ chung thủy với chịu anh kiểu đó, ai chịu cho nổi. Trường chỉ cười chứ không trả lời. Với Hoàng Yến, anh chỉ có thể nói chuyện lan man, còn những chuyện nghiêm chỉnh thì không. Ăn xong, anh bảo người tiếp viên lấy thêm 2 phần bánh mang về. Hoàng Yến gật gù. Chơi gì kiểu với Thùy Dương phải không? Anh chu đáo dễ sợ. Không biết nếu đi với Thùy Dương, anh có mua quà cho em không? Trường nhún vai. Tất nhiên là có, em cũng là thành viên trong gia đình dì Kiều mà. Hoàng Yến hết mặt lên. Có thế chứ, tưởng anh chỉ biết có Thùy Dương chứ. Cô chợt nheo nheo mắt cười một mình. Mà lạ thật, sao em cứ hay phân bì với Thùy Dương hoài, giống con nít quá. Trường bật cười rồi cười lớn. Hoàng Yến nhướng mắt. Anh cười cái gì? Tự em khó chịu rồi cũng tự em thấy kỳ. Em buồn cười lắm. Hoàng Yến cũng cười theo. Ờ, chắc em khó chịu thật. Bây giờ về được chưa? Không đi nhảy hả? Anh không thích. Nếu em muốn, anh sẽ đưa em tới đó. Hoàng Yến lào bào. Vậy có gì vui, chán anh ghê. Nói vậy nhưng cô vẫn vui vẻ đứng dậy, ríu rít theo Trường ra ngoài. Hình như chuyện bực mình chỉ thoáng qua một chút rồi thôi. Tính cô vốn không quen giữ lại cảm giác khó chịu cho mình. Khi hai người về nhà thì thấy Thùy Dương ngồi một mình trước thềm. Đèn trong nhà đã tắt. Hoàng Yến đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thùy Dương. Sao Dương không bật đèn? Tại Dương thích nhìn bóng tối. Dì Kiều ngủ rồi hả? Không có, dì Kiều đi công việc. Hoàng Yến đưa Thùy Dương hộp bánh. Của Dương nè. Thùy Dương cầm hộp ngắm nghía. Ở đâu vậy Yến? Mình với anh Trường đi ăn tối, ảnh mua về cho dì Kiều với Dương đó. Cảm ơn nha. Có gì mà cảm ơn. Trường đến, ngồi bên cạnh Thùy Dương. Sao em lại ngồi một mình ngoài này vậy? Tại em thích. Hoàng Yến đứng dậy. Anh Trường ở đây chơi nha, em vào nghỉ một chút, mệt quá trời. Trường khoát tay. Chúc em ngủ ngon. Anh im lặng một chút rồi quay qua nhìn Thùy Dương. Em có vẻ buồn quá vậy. Thùy Dương đưa tay hất mớ tóc ra phía sau cho khỏi vướng. Nhờ vậy mà Trường nhìn thấy được nụ cười lặng lẽ của cô. Anh nói tiếp. Em có muốn ra ngoài chơi không? Thùy Dương lắc đầu. Thôi. Sao vậy? Em không muốn ra đường. Ở nhà hoài thế này buồn lắm. Thùy Dương tư lự. Không hiểu sao bây giờ em rất sợ ra đường. Sợ thế giới ồn ào. Em có cảm giác nó có gì đó đe dọa. Trường quay lại nhìn cô một cái, xem cô có bình thường không. Nhưng khuôn mặt Thùy Dương rất tĩnh lặng, không có nét gì là của một người vừa trải qua giai đoạn tâm thần. Điều đó làm anh vừa yên tâm vừa lo ngại theo kiểu khác. Có nghĩa là Thùy Dương đang bị trầm uất. Như vậy không biết cái nào tệ hại hơn. Anh nói như gợi ý. Sao em không trở lại trường học? Phải hòa nhập với cuộc sống chứ. Như thế này hoài em chịu không nổi đâu. Thùy Dương ngồi im lặng. Cô chợt chống cằm, mắt ngước nhìn lên trời. Không biết chị anh có ở trên đó nhìn xuống mình không? Cô thở dài nói một mình. Biết đâu chị ấy đang ngồi cạnh em. Em lại nghĩ quẩn quanh nữa rồi. Nếu cứ thế này em sẽ trở lại như trước đó. Thùy Dương không để ý lời cảnh báo đó. Cô chớp mắt trầm ngâm. Lạ thật, không hiểu sao em cứ có cảm giác mình mất một người chị. Sau này em hay nhớ những lúc chị ấy còn sống, rồi em mơ hồ như mình mất đi một người chị. Vì vậy mà em thấy rất cô đơn. Trường nhìn Thùy Dương chăm chú, sợ cô không bình thường. Nhưng liền sau đó anh cảm thấy mình lo thừa, vì Thùy Dương cười khẽ khi thấy cái nhìn của anh. Đừng nhìn em như vậy anh Trường. Em có cảm giác mình là một người điên trong mắt anh. Em không thích như vậy. Trường nhìn đi chỗ khác. Tự nhiên anh thấy mình mơ hồ lẫn lộn giữa Kiều Anh và Thùy Dương. Chưa bao giờ anh có cảm giác thế này với Thùy Dương. Như người ngồi bên cạnh mình là Kiều Anh,
chứ không phải là cô gái xa lạ mà anh đã từng cưu mang. Trường đứng lên nói một cách dửng dưng: anh về nghe, Dương vào nhà đi, khuya rồi đó. Và không đợi Thùy Dương có phản ứng, anh lẳng lặng đến dắt xe ra đường, như một người tránh né sự thật có thể làm mình buồn và làm tổn thương người khác. Thùy Dương đứng trước cổng nhà, cô nhón người lên bấm chuông, rồi đứng nép qua một bên đợi. Chỉ một lát sau cửa được mở ra, rồi khuôn mặt quen thuộc của chị bếp xuất hiện sau cửa. Thấy Thùy Dương, chị kêu lên thảng thốt: ủa cô Dương. Thùy Dương bước vào sân: chị có khỏe không? Khỏe cô à, lâu nay cô ở đâu hả cô? Em ở nhà người bạn, hôm nay ba em có ở nhà không chị? Cô may thật, ông chủ mới về hôm kia, ông đang ở trên phòng, thấy cô về chắc ông vui lắm. Chị chợt liếc vô nhà rồi hạ giọng: cô đừng sợ gì hết, người ta bây giờ không làm gì được cô đâu. Thì Dương hiểu chị bếp muốn ám chỉ ai, cũng không hình dung người mà chị nói đã thay đổi tới mức nào. Trường đã nói với cô anh ta tàn phế, nhưng cô không hình dung nó như thế nào, mà cũng không muốn thấy tận mắt làm gì. Cô hỏi một cách thờ ơ: có gì ở nhà không chị? Có đó cô. Thì Dương đi vào nhà, định lên thẳng phòng của ông Kha, nhưng lúc đi ngang hồ bơi, cô chợt đứng lại, quay phắt ngó về bên phải như một linh tính khó chịu. Cách chỗ cô không xa, bên cạnh gốc kiển hình con rồng, một hình người đang ngồi trên xe lăn, cái đầu ngoẹo qua một bên, khuôn mặt lờ đờ nửa người nửa ma, thật quá mức kinh khủng so với tưởng tượng của cô. Trong một phút bất ngờ, thì Dương kêu lên một tiếng kinh sợ. Cô che mắt như gặp quỷ, rồi bỏ chạy nháo nhào vào nhà. Cô chợt đâm sầm vào một người đang đi ra, khiến bà ta nổi cáo quát lên: đi đâu mà dữ vậy? Thùy Dương định thần lại nhìn, bà Thuận cũng nhận ra cô, vẻ cau có biến mất. Bà nhìn ra sân, dần hiểu ra nguyên nhân cơn hoảng sợ đó, bà cười nhạt: gặp nó rồi phải không? Chắc cô thích như vậy lắm phải không? Thùy Dương im lìm nhìn bà Thuận, rồi quay ngoắt người chạy lên lầu. Cô đang quá hoảng hốt nên không định thần nổi mình, chỉ muốn chạy đi tìm ông Kha, vì ông là người không làm cô phải sợ như hai người kia. Nghe tiếng ồn dưới nhà, ông Kha bước ra hành lang nhìn xuống, thấy Thùy Dương về, ông đi xuống đón cô. Dương về đó hả con? Thùy Dương theo ông lên phòng riêng, cô đến cửa sổ nhìn xuống sân, rồi quay lại lắp bắp: thật đáng sợ, kinh khủng quá ba ơi. Lẽ ra đừng để con gặp thì hay hơn. Thùy Dương vẫn chưa trấn tĩnh nổi, cô lẩm bẩm: thật quá sức tưởng tượng, sao có thể ra hình thù như vậy được, anh ta có nhận thức được gì không ba? Có lẽ đầu óc nó vẫn tỉnh táo, nhưng không nói năng được, đó mới là điều đáng sợ. Ông khoát tay: đừng để ý nó nữa con, hôm nay con về nhà vậy là tốt, ba mừng lắm. Thùy Dương lắc đầu: con chỉ về thăm ba rồi đi, con không thể về nữa ba. Ông Kha buồn rầu: nhà mình không ở lại, lại chọn người dưng làm gia đình, con làm ba đau lòng quá. Con xin lỗi ba, nhưng ở đó con thấy dễ chịu lắm ba, ở đó con luôn thấy an toàn, ở đây chỉ gợi cho con ký ức đau buồn, con không muốn nhớ. Bà hiểu, tại ba tất cả, ba chỉ mong thời gian làm con quên từ từ, rồi bà ấy cũng phải đưa nó về nhà cha mẹ nó thôi, chính bà ấy cũng chịu đựng không nổi. Thì Dương không nói gì, những chuyện xảy ra trong gia đình không làm cô quan tâm, vì cho dù Quảng có đi, cô cũng không muốn mình sẽ sống với dì Thuận. Bây giờ cô đã có một gia đình mới, cái tình thương với ba cũng không đủ sức bắt cô trở về. Suy cho cùng, ba cô có dì Thuận rồi. Thùy Dương ngồi lại một lát rồi đi. Ngồi trong taxi nhìn ra đường, cô có cảm giác mình vừa bỏ một thế giới đầy hỗn loạn. Rất may là cô có thế giới khác bình yên hơn để mà trở về. Khi cô về nhà dì Kiều thì trời đã tối. Cổng còn bỏ ngỏ, có lẽ Hoàng Yến quên đóng cổng. Cô nàng có tật đỉnh đoản rất hay quên. Có lần Hoàng Yến về khuya quên cửa, đến lúc Thùy Dương vô tình ra sân mới phát hiện, nhưng chẳng bao giờ cô nhắc Hoàng Yến, chỉ lặng lẽ tự làm một mình. Thùy Dương khóa cửa rồi đi vào nhà, cô tắt đèn phòng khách, định về phòng mình thì nghe tiếng nói khá lớn của Hoàng Yến trong phòng dì Kiều. Cái giọng gay gắt làm Thùy Dương phải chú ý nghe. Rõ ràng Hoàng Yến đang nói về Thùy Dương, giọng cô cáu kỉnh: mà con chưa thấy ai lạ như vậy, làm như vậy thương người dân hơn cháu trong nhà vậy. Nó bậy nào, dĩ nhiên người trong nhà phải quan trọng hơn chứ con. Mẹ con nói cho người lạ vào nhà thì dễ, nhưng mà lúc muốn họ đi ra là phải nhờ tới pháp luật, dì không sợ chuyện đó sao?
thì Dương nó có nhà cửa đàng hoàng, mà một người như nó cũng không ngang ngược được đâu. Con nó ở đây vì thấy nhà cửa ấm cúng, nó chịu ở thì dì mừng rồi. Thấy có con thì nhà không ấm cúng chắc. Còn với Thùy Dương, mỗi đứa mỗi tính nết, không thể làm sao mà so sánh được. Lúc trước dì cứ năn nỉ mẹ con cho con lên ở, tưởng sao bây giờ con thừa ra. Con không thừa thải gì cả, cứ coi đây là nhà con đi. Nhà mình mà không thoải mái thì ở làm gì? Thùy Dương nó làm gì mà con không thoải mái? Con chả biết lúc nào cũng ủ dột, làm ra vẻ yếu đuối để anh Trường chăm sóc. Bà Kiều cười một tiếng. Sao mà phân bì như con nít vậy, con thật là không nói mấy chuyện này nữa nghe. Giọng Hoàng Yến ấm ức. Còn không sao mà hiểu được, tại sao dì thương nó vậy chứ, giống như người trong gia đình vậy. Bà Kiều nói dễ dãi. Dì cũng không hiểu được, nhưng mà lúc còn sống, con Oanh rất quyến luyến nó. Lạ thật, dì với anh Trường không ai hiểu được, nhưng mà ai cũng làm như nó là ruột thịt không bằng. Cô chợt òa lên khóc. Thà dì đừng để con thay chị Oanh, thà chị Oanh đừng làm cho con hy vọng. Như vậy con cứ vô tư mà sống. Bây giờ con không thể nào có anh Trường như người bình thường. Con khổ lắm đó dì biết không? Thùy Dương nghe như tim thoát lại. Cô đứng lặng người, bàng hoàng vì lời thú nhận bất ngờ của Hoàng Yến. Có lẽ bà Kiều cũng bất ngờ choáng người, giọng bà sửng sốt. Con nói gì vậy Yến? Hồi đó chị Oanh cứ gieo vô đầu con ý nghĩ, khi chị ấy chết, con sẽ thay thế chị ấy làm vợ anh Trường. Chị ấy bảo một người lý tưởng như vậy, chị ấy không muốn thuộc về người khác ngoài con. Như vậy làm sao mà con vô tư được? Nó đã từng nói như vậy à? Bà Kiều chợt bật khóc. Nó biết trước là sẽ chết à? Khổ cho con gái tôi. Hoàng Yến càng khóc lớn hơn. Con không hề muốn chị Oanh chết, con thề như vậy. Nhưng không còn chị ấy, con chỉ muốn anh Trường là của con thôi. Thế mà anh ấy chỉ nhìn Thùy Dương, làm sao con chịu nổi? Giọng bà Kiều nghẹn ngào. Trường nó không nhìn Thùy Dương theo cách nghĩ của con đâu. Nó chỉ quan tâm vì tội nghiệp thôi. Nó không thể thương ai như chị Oanh con được. Con đừng có nghi kỵ Thùy Dương tội nghiệp nó. Con không muốn nghi kỵ vô lý, rõ ràng là Thùy Dương cứ muốn lôi cuốn chú ý của anh Trường. Bà Kiều thở hắt ra một tiếng. Dì không thấy như vậy. Giọng Hoàng Yến ấm ức. Nó biết tính anh Trường thương người nên lúc nào cũng làm ra vẻ yếu đuối sầu khổ, rõ ràng là muốn anh ấy phải quan tâm đến nó. Thùy Dương gặp hoàn cảnh như vậy, làm sao nó vô tư như con được? Con sống trong gia đình êm ấm, không bị bức bách gì, đáng lẽ con phải thương con Dương mới phải. Nhưng không phải vì hoàn cảnh mà nó lợi dụng tình cảm của người khác. Đừng nói chuyện đó nữa Yến, dì không muốn nghe. Con phải hiểu là thằng Trường không yêu Thùy Dương, cũng không thích con, giống như cái cách mà nó thích chịu anh con. Bà ngừng lại như dặn bớt sự xúc động, rồi nói nghiêm khắc. Con với Thùy Dương, không đứa nào là đối tượng của nó cả. Con đừng ảo tưởng rồi nghi kỵ Thùy Dương, dì khổ tâm lắm. Hoàng Yến kêu lên. Tại sao con ghét Thùy Dương mà dì khổ? Nó có phải là con của dì đâu. Đúng, nó không phải là con gái dì, nhưng dì cảm thấy nó giống con anh. Hai đứa đều có số khổ, con không hiểu được đâu. Khi nào trưởng thành con sẽ hiểu. Trong phòng chợt im lặng hẳn. Khá lâu bà Kiều nói qua chuyện khác, như muốn xóa bỏ không khí nặng nề lúc nãy. Tuần này về thăm mẹ con đi. Dì thấy con ít gọi điện cho mẹ con quá. Con gái ra khỏi nhà là quên nhà quên cửa luôn. Giọng Hoàng Yến miễn cưỡng. Tại con mắc đi làm chứ bộ. Thùy Dương thấy câu chuyện không liên quan đến mình nữa nên bỏ đi về phòng. Cô có cảm tưởng mình lại bị hụt chân lần thứ hai. Rốt cuộc đây cũng không thể là tổ ấm yên ổn như cô tưởng. Cô gần như thức trắng đêm để suy nghĩ, cuối cùng cũng phải quyết định. Dù có buồn mấy cũng phải đi khỏi đây. Cô sẽ trở về nhà, sẽ trở lại nhập viện, vào ký túc xá hay ở nhà trọ chưa biết được. Nhưng chắc chắn cô sẽ không ở nhà của mình. Hôm sau, đợi Hoàng Yến đi làm, Thùy Dương qua phòng bà Kiều. Cô ngồi xuống cạnh giường, nói như thông báo. Hôm qua con về nhà, ba con bảo con về với ba. Con đã hứa với ba rồi. Bà Kiều ngạc nhiên. Sao đột ngột vậy con? Thùy Dương vén mấy sợi tóc trước trán, giấu đi vẻ bối rối. Dạ con cũng thấy bất ngờ. Nhưng ba con muốn con về gì à? Bà Kiều nhìn Thùy Dương một cách nghi ngờ. Cô thật con muốn về vì ba con, hay là con muốn né tránh con Yến? Thùy Dương vội lắc đầu. Con đâu có né tránh. Với lại dù sao con cũng phải về nhà, đó mới là nhà của con mà. Bà Kiều lắc đầu. Tại sao con không thể coi đây cũng là nhà con? Có con ở đây dì đỡ buồn lắm. Con hiểu lòng dì mà. Con về nhà, nhưng mà thỉnh thoảng con sẽ chạy qua đây.
con cũng nhớ dì lắm. Trường nó có ý kiến gì không? Thùy Dương lắc đầu. Con chưa nói với anh Trường. Con không chờ nó về rồi hãy quyết định sao, được không con? Dạ thôi dì à, bao giờ ảnh về dì nói lại giùm. Chắc ổn định rồi, con sẽ đến gặp ảnh. Lúc đó con sẽ xin lỗi sao? Dì nghĩ Trường nó cũng không muốn con về nhà đâu. Con không thấy sợ căn nhà đó sao Dương? Nghĩ tới Quảng thì Dương khẽ rùng mình, nhưng cô lập tức gạt bỏ hình ảnh đó. Cô cố mỉm cười. Bây giờ anh ta không còn làm phiền con được nữa, con không ngại chuyện đó. Ba Kiều buồn buồn. Dù sao ba con cũng đã có bà ấy, còn gì thì chỉ có con. Thùy Dương mở lớn mắt nhìn bà Kiều. Cô tin bà nói thật lòng, mà chính vì nó thật lòng quá nên cô kinh ngạc. Làm sao bà có thể quyến luyến cô đến vậy được, hơn cả Quảng Yến? Thật không lý giải được. Tự nhiên cô mũi lòng muốn khóc, nhưng cô ráng làm ra vẻ bình thường. Nếu như yếu lòng, cô sẽ tiếp tục ở lại và rồi sẽ trở nên mâu thuẫn với Hoàng Yến. Trước sau gì rồi cũng phải đi, vậy thì đi sớm mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Bà Kiều còn thuyết phục cô rất lâu, nhưng cô cố từ chối và dứt khoát. Cô dậy phòng mình dọn đồ mà nước mắt chảy lã chả trên mặt. Sau này cô sẽ không tìm cách gặp Trường nữa. Những gì xảy ra trước đây coi như chuyện quá khứ, không nên nhắc, không nên tiếp tục mối quan hệ càng ngày càng trở nên đáng buồn. Cô đã làm đổ vỡ gia đình dì Kiều một lần, không thể tiếp tục làm dì Kiều mất Quảng Yến. Cô ta là cháu dì Kiều, là người trong gia đình, còn cô chỉ là người ngoài, không lý do gì để cô tiếp tục ở lại đây, gây thêm buồn khổ cho người khác. Thùy Dương ngước lên, cố gạt cảm giác yếu đuối, nhưng rồi cô lại khóc nức nở. Hoàng Yến có biết cô ta sướng hơn cô 100.000 lần hay không? Tại sao còn nghi kỵ với cô? Mong là sau này cô sẽ không còn gặp lại những người trong gia đình dì Kiều. Nó chỉ gửi cho cô buồn khổ mà thôi. Chiều thứ bảy, khu ký túc xá nữ trở nên ồn ào. Bọn con gái trong phòng trộn rộn hẳn lên. Chỉ việc tranh phòng tắm cũng đủ lao nhau chí chóe. Thùy Dương nằm trên giường vô tư đọc sách. Cô chẳng có người yêu, cũng chẳng hẹn hò với ai, nên chiều thứ bảy cũng giống như những buổi chiều bình thường khác. Buổi chiều qua đi, bóng tối dần dần lan vào phòng. Thùy Dương buông quyển sách, ngồi dậy bật đèn. Bây giờ cô mới để ý trong phòng vắng que, chỉ có còn mình cô. Cả phòng đi lúc nào không hay, chỉ còn một mình cũng hay. Thùy Dương thấy đói nhưng lại lười đi ăn. Cô lại nằm trở lại giường, mở sách ra đọc tiếp. Chợt có tiếng gõ cửa, Thùy Dương miễn cưỡng ngồi lên, bước ra mở. Trước mặt cô là một thanh niên đẹp như con gái, môi đỏ rất đẹp, đến nỗi Thùy Dương không nín được cười. Nhưng cô ráng mím môi hỏi lịch sự. Xin lỗi, anh tìm ai? Đây có phải là phòng của Diệp Hoa không cô? Dạ phải. Xin lỗi, tôi muốn gặp Hoa. Thùy Dương lắc đầu. Hoa đi ra ngoài rồi anh à. Nói xong, Thùy Dương cười rất nhã nhặn, chờ anh ta về. Nhưng anh chàng lừng khừng như không muốn đi, mà cố hỏi vất vát. Xin lỗi, Hoa có nói đi đâu không? Thùy Dương thừa biết Diệp Hoa đi chơi với người yêu, nhưng nghĩ anh ta sẽ buồn nên cô tế nhị. Cũng không biết là đi đâu, nó không nói anh à. Anh ta vuốt sống mũi như có chút bối rối rồi hỏi tiếp. Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chờ qua trở về không? Tôi vừa ở xa về, không có chỗ nào để đi cả. Trời ơi, lại phải tiếp khách giùm nữa sao, khổ vô cùng. Thùy Dương rên thầm trong bụng nhưng vẫn lịch sự cười. Mời anh vào. Người thanh niên bước vào phòng, ngồi xuống ghế và kín đáo đưa mắt quan sát căn phòng, nhưng không có thái độ gì. Thùy Dương đặt ly nước trước mặt anh ta. Mời anh. Cảm ơn Thùy Dương. Trong một thoáng, Thùy Dương ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Cô định hỏi, nhưng lại thôi. Có lẽ anh ta cũng nhận ra vẻ ngạc nhiên của cô, và anh ta cũng hối hận vì sự vô tình của mình. Thế là anh ta im lặng. Thùy Dương kín đáo nhìn đồng hồ trên giường. Diệp qua đi chơi mới hơn một tiếng, ít nhất một tiếng nữa nó mới về. Trời ơi, trong một tiếng đồng hồ đó, cô biết nói gì với người khách không mời này đây? Thùy Dương lấy cớ đi ra ngoài, rồi ra hành lang đứng gọi điện cho Diệp qua. Cô nói một cách khổ sở. Có khách tới tìm qua này, có thể về được không? Khách nào vậy? Mình không biết, anh ta đang ở đây chờ qua, bảo là từ xa tới. Ai vậy kìa, người đó thế nào? Cao, trắng, môi đỏ như con gái, đẹp lắm. À, biết rồi. Hoa chợt cười khanh khách trong máy, rồi phán một câu ngắn ngủn. Chịu khó tiếp đi. Rồi cô nàng tắt máy. Thùy Dương cáu kỉnh gọi lại ngay. Vậy là sao? Bắt mình tiếp anh ta đến lúc Hoa về, chắc mình dại cổ ra mất. Mình đang ghiền chuyện lắm,
không muốn nói chuyện với người lạ. Chịu khó đi, bây giờ mình về không được. Thôi nha, đừng gọi lại nữa đấy, vào tiếp khách đi. Rồi cô nàng lại tắt máy. Thùy Dương trở vào phòng mà thấy tức mình. Bạn của nó mà làm như là của mình vậy. Cô lười nói chuyện muốn chết được. Thứ bảy nào cũng gặp kiểu này, chắc phải trốn ra đường thôi. Khi cô vào phòng, vị khách không mời làm như không biết chủ nhà đang cảm thấy rất là phiền mình. Anh ta hỏi thản nhiên: Hoa thường đi chơi tối thứ bảy hả cô bé? Vâng, cả chủ nhật nữa. Nói chung là đi đến tận giờ đóng cửa mới về. Khách thừa biết Thùy Dương muốn đuổi khéo nhưng vẫn tỉnh bơ: Dữ vậy sao? Rồi anh ta nói như hỏi thăm: Cô bé học cùng trường với Hoa à? Không, tôi học trường khác. Khác trường mà ở cùng phòng à? Kể cũng lạ. Vâng, tại vì có một nhỏ bạn ra ngoài, Hoa đã rủ tôi vào thế chỗ nhỏ bạn đó. Vậy à? Thùy Dương chưa kịp nói thì đúng lúc đó có tiếng chuông reo. Cô vội đứng lên: Xin lỗi, anh ngồi chơi nha. Cô đi ra ngoài hành lang mở máy. Alo. Tiếng Minh Khánh vang lên trong veo: Ê, ngủ chưa? Ngủ rồi. Minh Khánh cười khúc khích: Thế thì dậy đi. Này, có một chuyện cần hỏi, phải trả lời ngay để người ta còn đăng ký. Thứ bảy tuần sau đi biển nha. Đi với ai, bao giờ về? Công ty chị Loan tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát. Chị ấy rủ ta đi, nhưng ta đâu có bạn bè gì nên rủ theo mi cho vui. Để ta nghĩ lại xem. Ê, đừng nghĩ, mi không đi thì ta cũng không đi. Nhưng mà đi đi, công ty này vui lắm. Sao mi biết? Thì năm ngoái ta đi một lần đó. Cô nói hăng hái như thuyết phục. Mấy anh chị đó thân nhau mà dễ hòa đồng vui lắm. Giám đốc công ty cũng còn trẻ đẹp, đẹp trai hết ý, anh cũng dễ hòa đồng lắm. Thùy Dương khều nhẹ: Tại giám đốc đẹp trai nên mi mới đi chứ gì. Ờ, vớ vẩn. Thùy Dương còn đang ngần ngừ thì Minh Khánh nói như quyết định: Vậy nha, ta nói cho chị Loan đăng ký nha. Đã đăng ký rồi thì không được thay đổi đó. Rồi cô tắt máy như không để Thùy Dương có thời giờ từ chối. Mà Thùy Dương cũng không quyết liệt lắm. Đi cũng được mà không cũng được. Cô không thích đi chơi biển, nhưng biết mình không đi thì Minh Khánh mất hứng, nên cô không nỡ từ chối. Chợt nhớ mình còn nhiệm vụ tiếp khách giùm, Thùy Dương lững thững đi vào phòng. Cô thấy người thanh niên đang đứng giữa phòng, nhưng mà đang ngắm bức ảnh của cô rất chăm chú. Để ở tầng trên, vậy mà anh ta cũng thấy. Chắc nãy giờ ngắm nghía phòng của người ta đã thèm luôn. Tự nhiên cô thấy mất cảm tình với anh ta. Đã không biết ngượng, anh ta còn nói hết sức tự nhiên: Cô bé có đủ tiêu chuẩn làm người mẫu đó. Đó là một cách khen không quá sống sượng. Dù sao anh ta cũng không đến nỗi khó ưa. Thùy Dương định phải lịch sự đến cùng: Cảm ơn anh. Tôi nói thật. Dạ, tôi cũng cảm ơn rất thật. Anh ta chợt cười: Cô bé khôi hài lắm. Thùy Dương rất muốn ngắm mình trong gương lúc này để kiểm tra xem mình non đến đâu. Anh ta làm cô nhớ tới một người thường gọi cô là cô bé, nhưng người ấy xem cô là cô bé thật chứ không phải gọi, vì không biết tên cô như anh ta. Nhớ tới đó, tự dưng Thùy Dương thở dài một mình. Anh ta hỏi ngay: Hình như được khen làm cô buồn lắm phải không? Thấy cô thở dài có vẻ buồn quá. Tự nhiên Thùy Dương phì cười: Không có đâu, tại tính tôi hay vậy đó. Đừng có thở dài nữa, mà cũng đừng hay ủ dột nữa. Phải cười lên thì đời mới vui. Như tôi đây này, ngay cả những lúc điên đầu nhất tôi cũng ráng cười. Anh lạc quan quá nhỉ? Ừ. Thùy Dương không nói gì nữa. Cô kín đáo liếc mắt ra cửa, sau đó lại liếc nhìn lên đồng hồ. Thật khổ, nãy giờ chỉ mới hơn nửa tiếng. Nếu có thể được, cô sẽ thổi một hơi cho kim đồng hồ chạy vun vút. Dù Thùy Dương rất kín đáo, nhưng anh ta vẫn thấy được cử chỉ của cô. Thế là anh ta làm một việc hết sức lịch sự, là đứng lên từ giã cô: Tôi không chờ qua nữa, bao giờ cô ấy về nhờ cô bé nói lại là tôi có đến nha. Thùy Dương thấy hối hận vì thái độ thiếu nhiệt tình của mình. Cô bèn hồ hởi: Anh cứ chờ thêm không sao đâu ạ. Thôi được rồi, không làm phiền cô bé nữa, tôi về nha. Thùy Dương đành gật đầu: Dạ. Anh ta chợt giới thiệu: Tôi tên là Quang. Dạ, anh Quang. Tôi nói tên có nghĩa là muốn biết tên cô bé đó. Dạ, Thùy Dương ạ. Anh ta gật gật đầu: Thùy Dương, Thùy Dương. Cô bé có biết bài hát của Nga không? Anh ta nói thế mà Thùy Dương vẫn hiểu. Cô gật đầu: Dạ, bài Cây Thùy Dương phải không? Ừ, tôi rất thích cả tên lẫn bài hát. Không ngờ gặp một người có tên đó. Dạ, tôi về nhé. Dạ, chào anh. Thùy Dương lịch sự tiễn khách ra cửa, rồi quay vào định đọc tiếp quyển truyện. Nhưng lúc đó Diệp Qua về đến, thấy cô nàng, Thùy Dương nổi sùng lên:
đợi tới giờ mới về. Diệp Qua cười cười, sao Dương thấy anh ấy thế nào? Thì Dương nhíu mày, thế nào là sao? Này, mình không thích tính như vậy đâu nhé. Hòa có người rồi, dù anh ta có hay mấy đi nữa thì cũng mặc anh ta, đừng có bắt cá hai tay đó. Diệp Qua hét cô một cái, chẳng hiểu gì cả. Rồi cô nàng cười vang một mình như thích thú lắm. Thùy Dương không phê bình nữa, nhưng tự nhiên cô đâm ra có ác cảm với Diệp Qua. Cô rất ghét bọn con gái tham lam kiểu đó, cho nên với những người theo đuổi mình, cô đều thẳng thắn từ chối. Có lẽ vì vậy mà cả phòng chỉ có cô là chẳng bao giờ có cái hẹn vào chiều thứ bảy, dù cô là người nổi bật vượt xa bạn bè trong phòng. Buổi sáng, ký túc xá còn chìm trong im lặng, trong phòng mọi người còn ngủ say, chỉ có mình Thùy Dương lại thức sớm. Cô đang lay quay thay đồ thì có tiếng chuông reo. Thùy Dương vội mở máy, giọng Minh Khánh vang lên hối thúc. Xong chưa My? Ta đang chờ dưới đường nè. Chờ chút, ta xuống ngay. Thùy Dương tắt máy, hối hả quàng chiếc ba lô trên vai. Vừa đi ra hành lang, cô vừa vội vã gài nắp ngăn bên hông. Trong đó chả có gì quan trọng ngoài bánh kẹo, nhưng đó là thứ tối cần thiết cho cả cô và Minh Khánh. Chiếc taxi đang đậu dưới đường, Minh Khánh mở cửa sẵn cho Thùy Dương. Cô lên ngồi bên cạnh cô nàng. Chị Trúc Minh ngồi phía trước, thấy chiếc ba lô to đùng của Thùy Dương, chị nhướng mắt. Đi chỉ có 2 ngày mà em mang đồ nhiều thế. Thùy Dương vỗ vỗ ngăn bên hông. Trong này toàn là bánh kẹo và mì, chứ em mang đồ ít lắm chị à. Ôi trời, sao hai đứa hợp nhau thế không biết. Hôm qua nhỏ Khánh mang về đến nửa cửa hàng bánh kẹo trong siêu thị, có đến cả công ty ăn cũng không hết. Minh Khánh cười khì, phải chuẩn bị cho buổi tối nữa chứ. Thùy Dương nhìn đồng hồ, mình đi thế này có trễ không chị? Hẹn 5 giờ mà giờ này còn ở đây. Yên trí đi, mấy người trong công ty hay xài giờ dây thun lắm. Bảo đảm luôn là 7 giờ xe mới chạy. Thùy Dương lườm Minh Khánh, thế mà hối ta chạy không kịp. Không hối cho mi chậm như rùa hả? Thùy Dương không cãi nữa, cô ngó ra bên đường. Giờ này đường phố hãy còn đèn, vài người gánh hàng rong đi bên lề, những quán cà phê cũng chỉ bắt đầu mở cửa. Xe ngừng trước công ty, mọi người xuống xe. Thùy Dương tò mò nhìn chiếc xe đậu phía trước, rồi nhìn những người đứng trong sân. Cô bấm tay Minh Khánh. Chưa được 10 người, chờ chắc thành tượng đá mất thôi. Cô vậy chứ không lâu đâu. Chị Trúc quay lại bảo Minh Khánh, hai đứa lên xe trước đi, chị lại đây một chút. À khoan, mấy đứa có muốn uống cà phê không? Thùy Dương lắc đầu, không chị ạ. Chị Trúc đến nhập bọn với mấy người trong công ty. Minh Khánh và Thùy Dương lên xe đầu tiên. Cả hai chọn một băng phía trước, quăng ba lô lên tầng trên, rồi ngồi duỗi chân một cách thoải mái. Chỉ một lát sau, mọi người đã lên đầy xe, nhanh hơn Thùy Dương nghĩ. Minh Khánh quay qua nói nhỏ với cô, công ty toàn là còn trẻ, mấy anh chị đó vui lắm. Lần trước đi giỡn cười muốn chết luôn, có một anh ngồi bên cạnh chọc ta cười điên luôn. Lát nữa mì nhớ nhìn nghe. Thùy Dương hiểu ngay, ra là vậy, vậy nên mới thấy vui chứ gì. Có phải người đó là sếp của công ty không? Không phải, sếp nghiêm lắm, còn anh ấy rất vui tính. Hôm trước mì nói với ta là sếp còn trẻ vui vẻ dễ hòa đồng, tưởng mì phải lòng được chứ, khen đến nỗi ta chóng mặt luôn. Thì bây giờ ta có chê đâu, anh ấy dễ mến lắm. Lát nữa mì nhớ nhìn nghe. Nhìn ai? Thì nhìn sếp. Nhìn gì hai ba người vậy? Vậy ai mới là nhân vật mà ngươi muốn ta biết đây? Thì cứ nhìn đi. Thùy Dương nhìn Minh Khánh gườm gườm, rồi thì thào, nói thật đi, có phải mi phải lòng ông ấy rồi không? Chị Trúc có biết không? Minh Khánh dậy nãy, Nó bậy. Cô khẽ nhăn mũi, sếp của chị Trúc chưa có người yêu, nhưng mà rất kín đáo, ít giao thiệp với phái nữ. Đẹp như chị Nga mà sếp còn không nhìn tới, nói gì đến ta. Mà ta có tiếp xúc thường đâu mà để ý. Thùy Dương thở hắt ra, mi nói chuyện ta chẳng hiểu gì cả, khen hai ba người rốt cuộc chẳng biết mi thích ai. Minh Khánh không trả lời vì bận lo nhìn một người vừa bước lên xe. Cô nàng bấm tay Thùy Dương, anh ấy đó, nhìn đi. Thùy Dương ngước lên quan sát phía trước, chẳng biết phải nhìn kỹ ai vì có đến 3 người lần lượt đi lên. Cô quay lại ngó Minh Khánh, mà cô nàng vừa vui vừa thiếu tự nhiên. Rõ rồi, thích người ta rồi chứ gì. Tự nhiên cô cũng thấy tò mò, nhỏ Khánh này mà thích ai thì bổn phận của cô là phải nhìn để nhận xét, không thì không yên được với nó. Minh Khánh hỏi nhỏ, mi thấy thế nào? Thùy Dương nói bừa, đó là một người cao ráo. Mi thấy anh ấy có đẹp trai không? Thùy Dương ngắt ngứ gật đầu bừa,
không đến nỗi xấu xí. Minh Khánh cười hớn hà hớn hở. Cô nàng kể một cách say sưa cái lần gặp cách đây một năm, khiến Thùy Dương nghe mà ngạc nhiên. Thỉnh thoảng cô nàng có nhắc, nhưng đâu có say sưa như thế này. Thùy Dương tranh thủ lúc Minh Khánh ngồi im, cô cúi xuống lấy hộp kẹo. Đang gỡ lớp giấy thì Minh Khánh chợt bấm tay cô nói nhanh: "Sếp Kỳ My, quay lại nhìn phía sau ấy." Thùy Dương nhón người lên, quay ra phía sau nhìn, nhưng cô chẳng thấy ai, vì có lẽ người đó đã quay xuống đường. Với lại người ta đứng lao sao nên khó mà nhìn được một người. Minh Khánh hỏi với vẻ háo hức: "Mày thấy thế nào?" Thùy Dương không trả lời, quên mất ý định khui hộp bánh. Cô hỏi nghiêm chỉnh: "Mày phải nói thật, trong hai người đó mày thích ai?" Minh Khánh hỏi yếu ớt: "Thích ai là sao kia? Ta có thích gì đâu." Nhìn mặt là biết mày có tình cảm với hai người đó. Lạ thật, chẳng lẽ thích một lúc hai người? Mày điên thật rồi. Minh Khánh ngồi nhích vào Thùy Dương, nói nhỏ rí: "Đừng nói với chị Trúc nha My, chị ấy mắng chết luôn." "Có nghĩa là thích hai người?" Minh Khánh bối rối gật đầu: "Lúc đó ta thích sếp trước, vừa gặp là thích ngay. Nhưng mà sếp không để ý ta, mà anh ấy thì ngồi gần, nói chuyện trong suốt cả chuyến đi, nên ta..." Thùy Dương mở to mắt nhìn Minh Khánh rồi thì thào: "Lạy chúa, điên thật rồi. Ta cũng không biết làm sao nữa, thật khổ chết được. Lãng mạn đến độ lãng nhách không chấp nhận được." Minh Khánh vội đặt ngón tay lên miệng của Thùy Dương: "Trời ơi, đừng có nói lớn." Thùy Dương đẩy tay cô nàng ra: "Tối nay rảnh sẽ nói tiếp, bây giờ không nói gì nữa." Cô nghiêng đầu nói vào tai của Minh Khánh: "Nhưng mà ta hứa sẽ nhìn hai người đó và sẽ cố vấn cho My chọn một người mà thích, được không đấy?" "Được quá đi chứ." Thùy Dương không nói nữa, cô lê quay lôi khui hộp bánh. Hai nàng vừa nhâm nhi bánh vừa nói chuyện rù rì. Đúng hơn là Minh Khánh thì thào kể về cuộc gặp ấn tượng với hai người mà cô nàng phải lòng. Trong xe, tiếng ồn chợt lắng xuống khi anh chàng hướng dẫn bắt đầu nói chuyện. Thùy Dương và Minh Khánh cũng im lặng theo dõi. Sau khi hát vài bài, anh ta lại đề nghị chơi trò chơi. Trong xe chia hai đội xong, anh ta bắt đầu ra đề tài: "Bây giờ hai đội chúng ta sẽ nói tên một bộ phận trên cơ thể con người. Đội nào thắng sẽ nhận quà của công ty. Đội A bắt đầu." Không khí bắt đầu sôi động hẳn lên. Minh Khánh rất là hăng hái. Cô nàng ngóng người lên phía trước la lớn: "Mắt!" Đội bên kia lập tức đáp lại: "Mũi!" Thế là kể ra một lô, đầu mình tay chân đến nội tạng đều có đủ. Hai bên không bên nào chịu để thua. Thế là suốt nửa giờ, cả hai đội tìm chưa hết tên ra kể. Cuối cùng không còn gì để kể, anh chàng hướng dẫn quyết định: "Đội A không kể được, vậy là đội A chịu thua phải không các bạn?" Đúng lúc anh ta định tuyên bố đội B thắng cuộc thì Thùy Dương buộc miệng kêu lên: "Sữa!" Trong xe cười ầm lên. Minh Khánh ngó Thùy Dương thán phục: "Công nhận mi nghĩ ra hay thật, cứu một bàn thua trông thấy." Thùy Dương bặm môi làm thinh, bây giờ nói xong mới thấy là xấu hổ. Lúc nãy quýnh quá nói bừa, lại trợ cho đừng ai biết mình là tác giả của tự kinh dị đó. Hướng dẫn viên mỉm miệng cố nén cười, rồi nói hài hước: "Đội A có sữa, đội B có gì các anh chị?" "Móng tay." Đội B trả lời được, vậy đội A chịu thua không ạ? Thùy Dương nói nhỏ vào tai Minh Khánh một câu. Cô nàng hét to lên: "Bình đựng sữa." Mọi người lại cười rần lên. Đến mức này thì đội B chịu thua. Hướng dẫn viên tuyên bố: "Đội A đã thắng, xin mời đội A lên nhận quà." Thấy ai cũng ngồi im, anh chàng bèn đưa mắt nhìn Thùy Dương cười tủm tỉm: "Xin mời tác giả phụ trách bộ phận sữa lên nhận quà." Mọi người trong xe lại cười ồn ào lên. Phía sau mấy anh chàng nhắc lại: "Đề nghị tác giả lên nhận quà đi." Minh Khánh hít tay Thùy Dương: "Lên đi My." "Thôi ta không dám, My lên đi." Hình như chị Trúc nói gì đó nên một thanh niên lên tiếng: "Đề nghị bạn Thùy Dương lên nhận quà." "Lên đi bạn Thùy Dương." "Lên cho mọi người biết mặt đi Thùy Dương." Thùy Dương nghiêng qua Minh Khánh: "Lên giùm ta đi My, để người ta chờ kỹ lắm." Minh Khánh lắc đầu ngoài ngoại: "Gọi tên My thì My lên đi." Hai cô nàng đùng qua đẩy lại. Anh chàng hướng dẫn nhìn Thùy Dương, khiến cô không thể từ chối được. Cô đứng lên, bước ra khỏi chỗ, mặt đỏ nhừ vì ngượng. Anh chàng hướng dẫn lên tiếng: "Bạn Thùy Dương xinh đẹp của chúng ta đã cứu một bạn thua trông thấy. Đây là quà tặng cho người có câu nói hay nhất. Bạn có muốn phát biểu gì không ạ?" Thùy Dương lắc đầu: "Dạ không." Phía sau có ai đó lên tiếng: "Đề nghị bạn Thùy Dương phát biểu ý kiến về câu nói hay nhất của bạn."
Thùy Dương khổ sở cầm micro. Cô không biết rằng cử chỉ của mình gây ấn tượng rất tốt cho mọi người, nên ai cũng muốn chọc cho cô nói. Thấy Thùy Dương cứ cười, anh chàng hướng dẫn bèn gợi ý: bạn có thể giới thiệu một chút về mình chẳng hạn. Dạ em chẳng có gì đặc biệt để giới thiệu. Thú thật em rất xấu hổ vì đã cứu một bạn thua. Lúc nãy quýnh quá nên em mới nói đại thôi. Nhưng dù sao bạn cũng đã có một sản phẩm rất là đặc biệt, bạn không có gì phải xấu hổ cả. Phía dưới có ai đó nói lớn: đề nghị người nhận quà hát một bài đi. Thùy Dương nhìn xuống phía dưới xem ai đã nói, nhưng cô không thấy khuôn mặt nào đặc biệt vì ai cũng nhìn cô cười. Cô định từ chối thì anh chàng hướng dẫn chặn lại: có phải bạn định từ chối không? Bạn đừng nên phụ lòng mọi người. Bạn sẽ hát bài gì ạ? Thùy Dương tinh quái nhìn anh chàng: dân, em xin nhường anh hát một bài mà em nghĩ là anh rất thích. Đó là bài Khi Xưa Ta Bé. Nói xong, cô ấn micro vào tay của anh ta rồi lủi đi giữa tiếng cười rầm rộ của mọi người. Trời ơi, ăn gian dễ sợ. Cho nợ đó nghe, tối nay phải trả đó. Thùy Dương làm như không nghe, cô vội vã về chỗ mình. Cô chợt vấp dây điện, ngã vào một người ngồi ở băng ghế gần đó. Anh ta đỡ cô lại và một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ở bên tai cô: chào em. Thùy Dương ngẩng đầu lên nhìn, rồi hai mắt cô mở lớn đầy vẻ sửng sốt. Anh Trường. Trường không có vẻ gì ngạc nhiên như cô, anh cười điềm đạm: em về chỗ đi, lát nữa sẽ gặp nhau, đi cẩn thận coi chừng té. Và anh đỡ cho Thùy Dương đứng lên. Cô vội nhìn xung quanh rồi bước về chỗ của mình. Thật là bàng hoàng cả người, đến độ không để ý nghe nổi anh chàng hướng dẫn hát bài mà mình yêu cầu. Minh Khánh chợt hít tai Thùy Dương: lúc nãy mi té vào người sếp đó, sếp nói gì với mi vậy? Chẳng nói gì cả, chỉ bảo đi cẩn thận. Cô chợt quay qua nhìn đăm đăm Minh Khánh đến nỗi cô nàng ngơ ngác. Mặt ta bị dính lọ à? Không. Này, có phải sếp là người mà mi hay nói không? Có phải mi thích sếp không? Minh Khánh ngượng nghịu: đừng có nói lớn chứ mi, tối nay nói. Này, bỏ ý định đó đi, anh ấy có người yêu rồi. Sao mi biết? Đừng hỏi, chỉ biết là ta biết thế thôi. Phải nói chứ, nói năng nửa vời kiểu đó tò mò chết được. Không nói nhiều nữa, chỉ biết là nên thích người kia thôi. Minh Khánh thở hắt một cái lào bào, khó chịu như con gấu. Thùy Dương khẽ nhăn mặt: ta nói vậy vì lo cho mi đó, hiểu không? Sợ Minh Khánh lại hỏi lôi thôi, cô nói tiếp: khép mỏ lại không hỏi nữa. Minh Khánh làm thinh nhưng rất ấm ức. Cô nàng tức đến nỗi không thèm ăn bánh. Cô đợi cả năm để gặp Trường, thế mà Thùy Dương cản ngang ngược, thật không thể nào chịu nổi. Thùy Dương cũng không còn tâm trí để quan tâm đến Minh Khánh. Gặp lại Trường, cô mừng vô cùng và xúc động hơn cô tưởng. Giống như gặp lại người thân yêu của mình, trong khi cuộc đời mình là một chuỗi ngày cô đơn. Buổi chiều, Thùy Dương cũng không tắm. Cô ngồi một mình dưới bóng mát của dù tre, đưa mắt nhìn xuống bãi cát, cố ý tìm xem Trường ở đâu trong nhóm người đó. Thùy Dương định đứng dậy thì thấy Trường đi tới. Anh ngồi xuống bên cô, mỉm cười thân mật: sao em không tắm? Em cố ý tìm anh, từ sáng giờ em không biết phải hỏi ai. Trường im lặng một lát rồi quay lại nhìn Thùy Dương: em có vẻ vui hơn trước kia, em có khỏe không? Hình như em thấy mình vui hơn lúc trước. Trường gật đầu: tôi cũng thấy vậy. Lúc lên xe nghe tiếng em cười tôi mới nhận ra em. Anh Trường có gì thay đổi không? Vẫn vậy. Tự nhiên cả hai im lặng. Thùy Dương cảm thấy không muốn nói chuyện xã giao như người lạ. Giữa cô và Trường không thể xã giao như thế này được, nhưng cô không biết bắt đầu từ chuyện gì. Cô khẽ quay lại nhìn Trường, nhưng cặp kính trên mắt anh che khuất đi những gì cô muốn khám phá từ đôi mắt. Khi không cười, anh có vẻ bí ẩn quá. Thùy Dương không biết trong thời gian qua anh có gì thay đổi khi nghĩ về cô, thế nên cô dè dặt. Trường chợt lên tiếng: sao lúc về nhà em không nói với tôi vậy Thùy Dương? Cũng không nhắn gì cả, biến mất như vậy không hay chút nào. Tôi cứ tự hỏi tại sao em cư xử với tôi như vậy. Thùy Dương ngỡ ngàng ngồi im. Cô không ngờ Trường phật lòng vì điều đó, nhưng dù sao cô cũng không thể nói lý do. Cô hỏi dè dặt: lúc này Hoàng Yến có khỏe không anh? Anh và cô ấy có gì thay đổi không? Không, tất cả vẫn vậy. Vẫn vậy à? Trường quay lại nhìn cô: có gì làm em ngạc nhiên vậy? Vì em cứ nghĩ anh sẽ thân thiết hơn với Hoàng Yến. Chuyện đó là tất nhiên. Còn em, bây giờ làm gì? Em trở lại nhập viện, phải tụt lại sau bạn bè một năm, nhưng có ngày bạn mới nên không thấy buồn. Em quen với ai trong công ty tôi vậy?
Chị Trúc là chị của bạn em. Lúc đi theo nó, em không biết đây là công ty của anh. Lúc em về nhà, tôi có tới tìm, nhưng dì em bảo không biết chỗ ở mới của em. Lẽ ra em phải cho dì Kiều và tôi biết về em chứ. Sao biến mất một cách im lặng như vậy? Em xin lỗi. Tôi thì không sao, nhưng dì Kiều lo cho em lắm đó. Thì Dương hơi nao núng. Em không ngờ anh và dì Kiều quan tâm tới em như vậy. Cho em xin lỗi. Thật ra nhiều lúc em cũng muốn trở lại thăm, nhưng rồi em nghĩ cứ như vậy hay hơn. Cô im lặng một chút rồi nói thành thật. Em hay đi ngang nhà anh lắm. Nhiều lúc em rất nhớ anh, nhưng rồi em nghĩ... Trường nói tiếp. Em nghĩ im lặng hay hơn chứ gì. Với những người đã từng thương em mà em lại cư xử như vậy, em vô tâm lắm. Em xin lỗi. Dù sao thì em cũng nên trở lại thăm dì Kiều đi. Vâng, em sẽ trở lại. Trường nói qua chuyện khác. Anh ta không còn làm gì em được nữa. Sao em không ở nhà mà phải bỏ ra ngoài ở? Có chuyện gì khác nữa sao? Vâng, cũng vẫn tiếp tục có. Khoan, bây giờ em ở đâu? Em ở ký túc xá với nhỏ bạn, vui lắm. Trường nhướng mắt nhìn cô. Em có thể ở đó được à? Tuy hơi vất vả nhưng mà bù lại có nhiều bạn bè vui lắm. Không còn chỗ nào tốt hơn sao? Lạ thật, ba em bằng lòng để em sống như vậy à? Thì Dương lặng thinh như cân nhắc rồi nói thật. Em xin ba là đừng quan tâm đến em. Em muốn hoàn toàn tự do. Em đã bị săn đuổi nên rất quý tự do. Có lẽ ba hiểu nên bằng lòng. Trường lại nhìn cô. Cái nhìn như thấy lạ lùng, nhưng rồi anh gật đầu. Tôi hiểu. Vậy là bây giờ em hoàn toàn bằng lòng có phải không? Thùy Dương nói khẽ. Không hẳn là vậy. Em rất nhớ anh và dì Kiều. Trường cười nhỏ một tiếng. Nhớ mà cư xử như vậy, thật không hiểu nổi em. Em không muốn nói lý do thì thôi, tôi không ép. Anh hỏi với vẻ quan tâm. Em định sống ở ngoài đến chừng nào? Em không biết nữa. Nhưng em nghĩ đến lúc nào đó em sẽ có chồng và theo chồng, không trở về nhà nữa. Vậy bây giờ đã có ai chưa? Thùy Dương lắc đầu. Hiện giờ thì chưa có, nhưng em nghĩ trước sau gì thì cũng đến chuyện đó chứ. Trường cười thành tiếng. Mãi đến giờ mà em vẫn chưa có người yêu, con trai để yên cho em thì thật lạ. Thùy Dương cũng bật cười. Đúng là em không bị bỏ quên, nhưng em không tìm được tính cách hợp với mình. Em nghĩ cũng không cần phải vội vã. Tại sao em không chịu ở nhà? Thùy Dương chợt rùng mình. Em đã thấy anh ta thật kinh khủng khi phải sống cùng nhà với một người như vậy. Thấy anh ta là em như thấy lại chuyện cũ. Em chịu không nổi. Trường trầm ngâm. Ba em phải chịu cảnh sống với người lạ, còn con gái mình thì ra ngoài, không dễ dàng gì đâu, rất vô lý. Nhưng ba còn có gì mà nếu không có anh ta, em cũng không thích ở nhà với gì. Em có cảm tưởng nhà đó không phải là nhà của mình nữa. Nhưng mà con gái sống lang thang ở ngoài không tốt đâu. Em chẳng thấy gì là bất tiện, chỉ thấy như vậy vui hơn thôi. Em bướng lắm. Thật ra không dễ ai khống chế được em, kể cả ba em. Nếu là anh cũng làm vậy thôi. Trường chợt cười. Nhìn người mảnh mai thế nhưng lại vô cùng bướng. Em khác với Kiều Anh ở điểm đó. Thì Dương nheo nheo mắt tư lự. Anh đã thấy bình tĩnh lại chưa? Trường trở lại vẻ trầm lặng. Tôi không còn thấy mình sụp đổ, nhưng mỗi lần nhớ lại thì không thể không đau khổ. Tôi nghĩ sẽ lâu lắm. Em cũng vậy. Thật lạ, không hiểu sao em có cảm giác mất một người thân, chứ không phải chỉ là bạn bè, nên em bị đau khổ. Cô nói thành thật. Hình như em thấy anh là người thân, vì anh là của chị Oanh đó. Em thấy vậy thật à? Vâng. Vậy mà trong 2 năm qua, chưa khi nào em trở lại tìm tôi, dù đã từng đi ngang qua nhà tôi. Thật khó lý giải. Thì Dương không trả lời anh. Cô chống cằm nhìn ra biển, im lặng một cách dễ chịu. Chợt cô khám phá ra một điều. Trường không gọi cô là cô bé như ngày nào. Sao vậy? Cô quay lại nhìn Trường. Cùng lúc anh cũng định nói. Cô phì cười khoát tay. Anh Trường nói trước đi. Em nói trước đi, chuyện gì vậy? Em nhận ra là anh không còn gọi em là cô bé nữa. Trường nheo mắt. Vậy sao? Có lẽ vì bây giờ thì Dương lớn rồi, em không còn nhỏ nhoi như trước nữa. Tôi không thể nhìn em như một cô bé con được nữa. Thì Dương đưa tay ra phía sau, giữ cho tóc đừng bay. Cô nói một cách hãnh diện. Bây giờ em trưởng thành rồi phải không? Trường im lặng gật đầu như xác nhận, rồi nói thêm. Và rất vui vẻ. Lúc ở trên xe, nghe tiếng cười của em, tôi không tin đó là Thùy Dương mà tôi biết trước kia. Nhưng dù sao thay đổi cũng hay hơn. Có nghĩa là anh không thích một người suốt ngày cứ ủ dột như con mèo đói. Tất nhiên rồi, ai cũng vậy cả. Thùy Dương tinh nghịch,
Vậy sao anh cứ giàu giàu hoài vậy? Chẳng khi nào thấy anh vui vẻ cả. Trường nhướng mắt. Vậy à, mặt mũi tôi khó coi lắm sao? Không, anh Trường rất đẹp trai, nhưng chẳng khi nào thấy cười đùa. Cảm ơn vì ý thứ nhất, nhưng ý thứ hai thì tôi sẽ nghiên cứu lại. Minh Khánh chợt từ dưới biển chạy lên. Cô nàng quay chào Trường một cách bẽn lẽn, rồi quay qua Thùy Dương. Anh Trường quen với Thùy Dương à? Anh là anh bà con của ta. Vừa nói, Thùy Dương vừa kéo Minh Khánh ngồi xuống bên cạnh. Cô nàng nghiêng đầu qua nhìn Trường. Anh Trường không tắm hả? Trường lắc đầu. Không, anh lười lắm. Không tắm biển mà anh tổ chức đi biển? Anh tổ chức theo yêu cầu của người khác, chứ không phải là cho anh. Thùy Dương nhìn mặt Minh Khánh rồi thở dài một mình. Gương mặt cô nàng háo hức không giấu được ai. Đôi mắt lấp lánh tình cảm say mê và trẻ con, cứ như nó đang ở trước mặt thần tượng của mình. Thế này thì giấu ai được. Trường nói chuyện với Minh Khánh một chút rồi đứng lên trở vào khách sạn. Có vẻ như anh chưa hề biết mình đã gây cho cô nàng cảm xúc thế nào. Cử chỉ anh thân mật nhưng rất bình thản. Không biết Minh Khánh có nhận ra không. Trường đi rồi, Minh Khánh vẫn nhìn theo một cách náo nức. Thì Dương bèn kéo tay cô nàng. Có xuống tắm nữa không? Minh Khánh lắc đầu. Thôi, lên thay đồ, sau đó nói chuyện. Thì Dương biết cô nàng muốn nhắc lại chuyện lúc sáng, nên cũng chịu ý, cả hai trở về khách sạn. Lúc đi ngang qua căn phòng đầu dãy, Minh Khánh bấm tay Thùy Dương rồi nói nhỏ. Phòng của sếp đây nè. Thùy Dương ngó cô nàng kinh ngạc. Sao mi biết? Ta để ý. Tự nhiên Thùy Dương bật cười, khiến Minh Khánh ngượng nghịu. Cửa gì? Thùy Dương không trả lời, cô mở cửa vào phòng, quăng đôi giày vào góc và đến cửa sổ kéo màn nhìn xuống vườn. Trong phòng tắm, tiếng hát véo von của Minh Khánh vọng ra. Thùy Dương lắng nghe rồi cười một mình. Không biết khi mình thích ai đó, mình có bồn chồn hưng phấn như vậy không? Từ sáng giờ, cô cũng có tâm trạng vui lâng lâng khi gặp lại Trường, nhưng mà không đến nỗi muốn hát hay bồn chồn như Minh Khánh. Hình như niềm vui của cô sâu lắng hơn nhiều. Minh Khánh đi ra, cô nàng phóng mình xuống giường, tay ôm chiếc gối vào lòng, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa vui vẻ. Mi nói anh ấy là bà con, sao lại không biết công ty của anh ấy? Vậy là sao? Thì Dương quay lại ngồi xuống ghế. Lúc nãy ta giới thiệu vậy thôi, chứ thật ra là không phải. Rồi cô kể chuyện gặp Trường lần đầu như thế nào. Minh Khánh im lặng nghe, đôi mắt mở lớn. Ảnh tốt vậy sao? Ừ, một người rất nhân hậu. Nhưng mà người yêu ảnh chết rồi mà, sao mi cấm ta thích chứ? Thì Dương im lặng một cách tư lự. Mãi thật lâu cô mới nói một cách kém vui. Chị ấy không còn nhưng còn người khác. Lúc còn sống, chị ấy muốn sau này anh Trường sẽ cưới cô em họ của chị ấy. Có chuyện đó nữa hả? Lạ vậy. Thùy Dương cười buồn. Lúc đó ta bỏ đi là gì vậy? Cô ta rất ghét ta. Cô ta chướng mắt khi thấy anh Trường quan tâm đến ta. Minh Khánh kêu lên. Vậy là cô ta cũng thích anh Trường? Ừ, rất yêu. Minh Khánh bướng bỉnh. Vấn đề là anh Trường có yêu lại cô ta không? Thùy Dương lắc đầu. Yêu hay không ta không biết, nhưng mi đừng có thích ảnh nữa, mai mốt sẽ thất vọng đó, ta nói thật. Thấy Minh Khánh sụ mặt như đưa đám, cô nói thêm. Mi thích người kia sao không thích hẳn luôn, tự nhiên lại chuyển qua anh Trường. Mi trẻ con lắm và bồng bột nữa. Minh Khánh lắc đầu. Thật ra tại người đó tấn công nên ta thích, chứ tự ta thì đâu có tình cảm. Mà cũng không phải là thích kiểu lãng mạn. Chứ là kiểu gì? Ta không biết. Thùy Dương nghi mặt. Tình cảm của mình mà không biết, mi như vậy là không được đâu. Vậy trong hai người, mi thích ai hơn? Minh Khánh thật thà. Không hiểu sao mới thấy anh Trường lần đầu là ta thích liền. Suốt cả năm nay, ta chẳng có cách nào gặp. Vào công ty tìm chị Trúc hoài thì bị la, mà cũng đâu có gặp được anh ấy. Chỉ có dịp này thôi. Cô nhìn Thùy Dương một cách cầu khẩn. Mi nói với ảnh giùm ta đi. Nói gì? Thì nói tình cảm của ta. Thùy Dương tròn mắt. Điên, thật là con nít. Không nói thì ta không có cách nào hết. Cứ để ảnh biết đi, rồi ảnh sẽ để ý lại ta. Ta nghĩ vậy đó. Thùy Dương ngồi im, không biết phải nói thế nào. Sự trẻ con của Minh Khánh làm cô kinh ngạc. Chưa với nhau cô biết cô nàng có tính lao chao, nhưng tình cảm mà lao nhau thế này thì không cách gì chấp nhận được. Chợt có tiếng chuông gọi, rồi tiếng chị Trúc gọi vọng vào. Đến giờ ăn rồi nghe hai đứa, xuống nhanh lên. Thùy Dương dạ một tiếng, rồi bước qua bàn phấn chải lại mái tóc rối tung vì gió biển. Minh Khánh cũng đến, đứng bên cạnh cô, chăm chút kẻ đôi mắt và vẽ thật kỹ đường cong của môi. Thùy Dương khoanh tay đứng nhìn, cô cảm thấy tội nghiệp hơn là buồn cười.
Trường chẳng bao giờ cảm được mẫu người như Minh Khánh. Nhưng anh có biết anh làm người khác xôn xao vì mình không? Thùy Dương và Minh Khánh đi qua nhà hàng. Cô đưa mắt cố ý tìm Trường, nhưng chẳng thấy anh đâu. Hình như Trường hơi cách biệt với nhân viên của mình. Từ sáng giờ cô chẳng thấy anh đi chung với ai cả. Có lẽ giờ này anh vẫn ở một mình trong phòng. Sống khép kín như vậy rất là buồn. Buổi tối khi cả đoàn quây quần bên lửa trại, Trường đưa Thùy Dương đi dọc bờ cát. Cả hai im lặng nhiều hơn nói chuyện. Thỉnh thoảng Thùy Dương lại lên tiếng, nhưng là những mẩu chuyện lan man, và Trường chỉ yên lặng nghe cô nói hơn là tham gia. Cả hai đi càng lúc càng xa đoàn, dọc bờ biển càng xa càng vắng người. Biển đêm không ồn ào, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió. Trường chỉ về phía cụm đá chơ vơ ngoài mặt nước. Em dám ra đó không? Dám, nhưng mà em không biết nước có lớn không nữa. Không sao đâu, nếu như mà có đi nữa thì cũng sẽ không quá ngực, em biết lỗi mà. Nhưng ai lại lỗi lúc này bao giờ? Trường chỉ cười chứ không trả lời. Anh bước lên từng phiến đá và quay lại vịnh cho Thùy Dương đi lên. Cả hai chọn một vị trí khá rộng, bỏ sau lưng mọi sinh hoạt bên bờ biển, chỉ thấy trước mắt là mênh mông nước. Thùy Dương nhìn những chiếc thuyền câu xa xa, một ý nghĩ thoáng qua. Cô nói khẽ, có khi nào sóng nổi lên thật lớn và cuốn tất cả ra xa không nhỉ? Lúc đó mình sẽ thế nào đây anh Trường? Giọng Trường nửa đùa nửa thật, sẽ chết. Thùy Dương cũng nửa đùa nửa thật, thế anh có sợ chết không? Thỉnh thoảng. Đó là lúc nào? Lúc thấy yêu cuộc sống. Vì anh thường có tâm trạng chán sống lắm à? Thỉnh thoảng. Vậy đó là lúc nào? Trường cười cười, lúc Thùy Dương bỏ đi mà không thèm chào tôi một tiếng. Em nói thật mà anh lại đùa. Tôi đang nói thật đó thôi. Thùy Dương hỏi nghiêm chỉnh, thế lúc em đi anh buồn thật à? Có thật không? Trường gật đầu, thật. Vì lúc đó em chưa hoàn toàn bình thường, tôi lo cho em. Chỉ có vậy thôi sao? Còn nữa, khi gặp em tôi có cảm giác kiểu anh còn phản phất đâu đó quanh em. Không có em tôi cũng không thấy kiểu anh đâu nữa. Điều đó làm tôi thấy đau khổ hơn. Thùy Dương lặng lẽ ngước lên nhìn Trường. Không ngờ cô và Kiều Anh có duyên nợ nhiều như vậy. Cô hỏi khẽ, anh thấy em giống Kiều Anh lắm mà. Hai cô có những nét chung rất giống nhau, đến nỗi có lúc tôi nghĩ đó là chị em thật sự. Trước kia dì Kiều cũng bảo nhìn em, dì ấy có cảm giác nhìn thấy chị Anh. Dì Kiều cũng thấy vậy à? Vâng. Trường chợt quay lại nhìn cô, em có thấy mệt không? Hay là về nghỉ nhé. Thùy Dương khoát tay, giờ này còn sớm mà. Ở ký túc xá tụi em thức đến 12 giờ. Sao em thức khuya như vậy? Em cũng không biết, thường là giỡn với nhau hoặc làm việc tẩn mẫn hay đọc sách gì đó. Nói chung là thức khuya. Từ đây về sau đừng nên như vậy, em phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Thùy Dương bật cười, thức khuya một chút đâu có sao. Nhưng em phải biết điều độ, em không biết giữ mình gì cả. Thùy Dương hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Trường quá quan tâm tới sức khỏe của cô. Chẳng lẽ nhìn cô ẻo lả lắm sao? Trường chợt lên tiếng, lúc này em còn hay đàn không? Thùy Dương lắc đầu, phòng chật quá, không có chỗ, nên em không mang đàn theo, chủ yếu là em tập ở trường. Tôi thật ngạc nhiên, làm sao một người như em lại sống nổi cuộc sống kham khổ đến vậy? Không có gì là khổ cả, ở đó em vui lắm. Trường không nói gì nữa, Thùy Dương cũng im lặng nhìn mặt nước. Trăng đã khuất trong đám mây từ lúc nào, mặt biển trở nên bí hiểm hơn. Xa xa chỉ còn nhấp nháy những ngọn đèn nhấp nháy của đoàn thuyền câu. Cô nhìn ra xung quanh. Trong phút lãng đãng đó, cô chợt phát hiện còn có một cặp tình nhân phía bên kia phiến đá. Họ không xa lắm, nhưng nói chuyện thì không nghe được. Vì không có gì ngắm nên Thùy Dương đâm ra tò mò nhìn cặp tình nhân. Họ đang hôn nhau đầy lãng mạn. Thùy Dương bặm môi cố nhìn đi nơi khác, nhưng rồi không thể cưỡng lại tò mò. Cô lại liếc nhìn họ, như chợt phát hiện ra một điều gì đó bí ẩn mà mình chỉ nhìn thấy trên phim ảnh. Trường chợt lên tiếng, em lạnh không? Vừa nói anh vừa nhìn qua Thùy Dương, bắt gặp cái nhìn lặng lẽ của cô. Anh cũng đưa mắt nhìn theo rồi quay mặt chỗ khác, như sợ Thùy Dương ngượng vì bị anh phát hiện. Tự nhiên anh cười một mình, có lẽ cô chưa bao giờ trải qua điều đó. Đôi mắt mở to của cô có gì đó vừa lạ lùng vừa xấu hổ, nhưng chẳng lẽ cứ để cô nhìn hoài. Trường định lên tiếng nói một câu gì đó thì Thùy Dương chợt quay lại, thấy cái nhìn của anh, cô ngượng nghịu ngó chỗ khác. Ở đây vắng quá. Trường hỏi một cách tế nhị, như không nhận ra vẻ ngượng ngùng của cô. Em lạnh không?
Nếu lạnh thì vô trong kia. Cũng hơi lạnh. Vậy thì vậy. Vừa nói anh vừa đứng dậy, đưa tay cho Thùy Dương vịn. Bước xuống từ từ thôi, đã trơn lắm đó. Thùy Dương tháo giày, nhẹ nhàng nhảy xuống phiến đá thấp hơn. Cô và anh vào bờ mà không hề bị ướt. Phía xa xa, ánh lửa trại đã tàn, chỉ thấy than đỏ như đốm lửa nhỏ. Hình như mọi người đã về khách sạn. Bãi biển vắng tên, trời âm u và gió thổi lồng lộng. Thùy Dương có cảm giác như cả khu du lịch chỉ còn có mình cô và Trường là còn thức. Vắng đến lạnh người. Thùy Dương nói nhỏ, khuya quá rồi. Trường không nói gì, anh cứ im lặng suốt từ lúc quay về. Vẻ im lặng đó làm anh trở nên kín đáo và xa cách. Nó làm Thùy Dương thấy hơi sợ. Cô lặng lẽ đi bên Trường, đầu óc cứ lan man nhớ hình ảnh lãng mạn lúc nãy. Trong mắt cô bây giờ, Trường không phải là người anh, và cô không thể ngăn mình mơ mộng về những cảm xúc của tuổi thanh xuân. Ước gì cô cũng nhận được những cử chỉ giống như cô gái kia, những cử chỉ từ Trường đem đến. Trường chợt giữ tay Thùy Dương lại. Cử chỉ đột ngột đó làm cô hồi hộp đến nghẹt thở. Nhưng cô không hề có ý định phản đối, chỉ có thể là chờ đợi. Và rồi điều mơ mộng đó đã tới, cũng giống như cô gái ngoài kia. Áp mặt vào ngực Trường, cô nghe được tim anh đập rất mạnh. Và rồi cái hôn kéo dài đầy lãng mạn. Cuối cùng anh ngửa mặt cô lên, nhìn như dò hỏi. Thùy Dương cụp mắt nhìn xuống, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào mặt Trường. Nhưng anh lại kéo mặt cô lên. Anh có áp đặt em quá không? Giọng Thùy Dương nhẹ như gió thoảng. Không có. Anh có vội vã quá không? Em không biết. Cô bạo dạn ngước lên nhìn Trường. Tại sao anh làm như vậy? Anh cũng đang tự hỏi anh. Thật tình anh không hiểu được anh bây giờ, nhưng đó là thật. Thùy Dương thu hết can đảm rồi hỏi, anh có yêu em không? Trường không trả lời, anh chỉ cúi xuống, môi không rời môi cô. Bóng tối làm Thùy Dương dạn dĩ hơn. Cô nhón chân lên, tay chặn qua cổ anh. Cô không biết hôn như thế nào, nhưng thiệt tình và tràn đầy nồng nàn. Hình như đến cả Trường cũng không còn tự chủ nổi mình. Rồi Trường buông cô ra, giọng có vẻ gì đó hối hận. Anh xin lỗi, khuya rồi, giờ này lẽ ra em không nên ở đây. Như vậy là sao? Em không hiểu. Có phải em hư hỏng quá không? Em không bao giờ như vậy cả. Nhưng mà em có mệt không? Không, em cũng bình thường thức như vậy lắm. Đi xa cả ngày, anh lại để em thức khuya, anh bậy thật. Thùy Dương vô tư, anh làm như em yếu đuối lắm vậy. Tự nhiên Trường im lặng, thái độ trở nên khó hiểu lạ kỳ. Hình như anh đang nghĩ về một chuyện gì đó mà Thùy Dương không hiểu được. Cả hai đi lên bậc đá, đến chỗ căn chòi. Thùy Dương chợt phát hiện ra một người đang đứng tựa vào cột. Trời tối quá nên cô không nhận ra ngay được. Nhưng cô có cảm giác cô nàng là Minh Khánh. Thế là cô đứng lại nhìn cho kỹ. Trường cũng có vẻ ngạc nhiên vì cử chỉ của cô, nhưng cũng đứng lại chờ. Anh hỏi nhỏ, em nhìn ai vậy? Thùy Dương không trả lời, cô kêu lên, Khánh hả? Sao ở ngoài này một mình vậy? Minh Khánh gằn giọng, đi chơi vui không? Ta đã thấy hết rồi. Nói xong, cô nàng đùng đùng bỏ đi. Thùy Dương chỉ biết đứng nhìn theo. Trường hỏi một cách ngạc nhiên, chuyện gì vậy Dương? Nó giận em rồi. Thùy Dương trả lời một cách khổ sở, tại sao giận? Tại anh đó. Nói xong, cô định chạy theo Minh Khánh, nhưng Trường đã giữ cô lại. Anh làm gì? Em giải thích đi. Thùy Dương buột miệng, nó rất thích anh hiểu không? Trường sững sờ buông tay cô ra, vẻ mặt hoàn toàn không tin. Làm sao anh tin được một cô gái anh không hề quen biết lại có thể thích đến mức ghen giận kiểu đó? Trường nghiêm giọng, anh không thích đùa. Sau khi đã trải qua những giây phút đó với anh, em có thể đem chuyện này ra đùa được thì anh không chấp nhận. Thùy Dương kêu lên, em không đùa. Không đùa mà lại nói một câu như vậy, vừa coi thường anh, vừa coi thường cả bạn em. Em làm sao vậy Dương? Thùy Dương hơi bị hụt hẫng vì cử chỉ nghiêm khắc của anh. Cô nói với vẻ giận, nghe cách anh nói, em thấy mình láo táo quá. Có lẽ vì lúc nãy em dễ dãi nên anh đâm ra coi thường em. Trường lắc tay cô một cái, sao lại có thể nói năng như vậy với nhau? Em nghĩ anh là gì vậy? Thùy Dương thở dài, em cũng không ngờ tự nhiên mình lại gây gắt với nhau như vậy nữa. Cho em xin lỗi. Từ đây về sau, đừng bao giờ đùa như vậy nữa. Em không đùa, ngay bây giờ em không nói được. Nhưng mà thật tình, em thấy căng thẳng quá. Khánh nó giận em rồi, anh không hiểu gì cả. Trường buông tay cô ra, thôi được, em lên nói chuyện với bạn em đi. Nói xong, anh quay người bỏ đi trở ra phía bờ cát.
Thùy Dương đứng tần ngần một lát rồi lững thững đi vào khách sạn. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô không biết phải làm thế nào cho đúng. Minh Khánh giận thì cô còn có thể hiểu được, chứ Trường mà giận thì không cách gì có thể lý giải được. Anh phản ứng khác lạ với tính cách của anh, cô biết hiểu sao bây giờ. Khi Thùy Dương lên phòng thì Minh Khánh đang ngồi ở ghế. Thấy Thùy Dương, cô nàng ngoảy đầu qua một bên, đùng đùng bỏ qua giường nằm, kéo gối che kín đầu, nhìn con nít không thể tưởng. Thùy Dương lặng lẽ thay đồ rồi ngồi bó gối bên giường mình. Cô chưa kịp mở miệng thì Minh Khánh ngồi bật dậy. Mình thấy hết rồi, nếu không thấy thì chắc còn bị gạt dài dài. Nếu hai người thích nhau thì cứ nói thật với mình, bạn bè mà quanh co như vậy hay ho gì chứ. Thùy Dương nói một cách bình tĩnh. Chuyện xảy ra lúc nãy chính mình cũng không ngờ, mà nếu đã xảy ra trước đó thì cũng không thể gọi là gạt, vì những gì mình kể toàn là thật, bạn không được trách mình. Minh Khánh ngồi bật dậy. Nói vậy hai người chỉ mới thích nhau thôi à? Trước đó không hề có à? Chuyện đó chính mình cũng không hiểu được mình, nên mình không giải thích được. Cô cau mặt nhìn Minh Khánh. Nhưng mình không đồng ý cách phản ứng của bạn. Chả lẽ không cho mình được tức nữa sao? Bạn có thể buồn nhưng không được giận hay trách là mình gạt gẫm, vì mình đã nói từ đầu ảnh không biết bạn thích ảnh mà. Minh Khánh định nói thì cô nói thêm, nếu hai người quen biết rồi mình xen vào thì mình có lỗi. Đằng này tình cảm chỉ là phía bạn, mình biết trước là bạn sẽ thất bại nên đã nói thật lòng. Bạn cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong cô với tay tắt đèn rồi nằm xuống như ngủ. Minh Khánh ngồi bó gối ngẫm nghĩ. Thùy Dương ngủ đã lâu mà cô vẫn còn thức. Phản ứng của Thùy Dương làm cô rất ngạc nhiên. Nó rất đường hoàng chứ không có vẻ gì là lén lút, nên cô không thể nổi giận được. Thật tình nếu Thùy Dương năn nỉ rồi nhận lỗi, có lẽ cô sẽ thấy bị xúc phạm. Chính vì Thùy Dương vạch rõ sự vô lý của cô nên cô đâm ra hoang mang, không biết mình giận thế có đúng hay không. Thật ra thì Thùy Dương không có lỗi, nhưng vì thất vọng và ghen giận nên cô vẫn thấy rất ấm ức. Cô nói nhấm nhẵn, nếu mình không thấy hai người lúc nãy thì Dương có nói thật với mình không? Thùy Dương nghe hết nhưng không trả lời. Bây giờ giải quyết xong chuyện của Minh Khánh rồi, cô lại suy nghĩ về phản ứng của Trường lúc nãy. Minh Khánh làm cô buồn chỉ chút ít, nhưng với Trường thì nỗi buồn đó lại nhân lên gấp mấy lần. Tại sao vừa mới tỏ tình với nhau mà đã quay ra lạnh lùng kỳ cục như vậy? Nó làm cho cô có cảm giác Trường không thật lòng. Chẳng lẽ một người như anh có thể đùa giỡn hay hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Thùy Dương đang căng thẳng thì Minh Khánh nhảy qua giường cô, giọng ấm ức. Dương không muốn nói chuyện với mình phải không? Thùy Dương ngóc đầu dậy, để cho mình yên. Rồi cô lại nằm xuống, rút đầu vào gối như không muốn nói chuyện. Thái độ của cô làm Minh Khánh vừa tức vừa hoang mang. Cô giằn dỗi, biết vậy mình đã không rủ Dương đi chuyến này, giống như gậy ông đập lưng ông vậy. Nếu như không có chuyến đi này thì hai người có gặp lại nhau không? Sao lại cư xử với mình như vậy? Thùy Dương mím môi im lặng. Bây giờ cô thấy giận chứ không thông cảm với Minh Khánh nữa. Sự im lặng của cô chẳng khác nào coi thường Minh Khánh, nên cô giằn dỗi bỏ qua giường mình. Cô trằn trọc mãi vì tức, cuối cùng ngủ thiếp đi. Minh Khánh ngủ đến mức có tiếng chuông gọi cửa cũng không hay. Đến lúc chị Trúc gọi lớn cô mới nghe. Cô chàng ngồi dậy định ra mở cửa, nhưng lúc đó thấy mảnh giấy trên giường của Thùy Dương nên cô nhoài người mở ra đọc. Thùy Dương viết rất vắn tắt: mình về trước, hẹn gặp lại ở trường. Minh Khánh tỉnh ngủ hẳn. Cô ngồi thường người suy nghĩ. Bên ngoài tiếng chị Trúc gọi lớn hơn: hai đứa dậy chưa, xuống ăn sáng này. Minh Khánh vội nói lớn: em nghe rồi, chị xuống trước đi. Xuống ngay đó đừng lâu quá nghe. Dạ. Minh Khánh vội thay đồ. Cô cố ý mở tủ xem có thật là Thùy Dương về hay chỉ là dọa. Nhưng quả thật ngăn tủ trống trơn, Thùy Dương về thật rồi. Tự nhiên cô tức muốn khóc. Thà ở lại gây nhau cũng được, chứ về kiểu này cô đâm ra sợ bị giận. Minh Khánh lững thững đi xuống nhà hàng. Cô đến ngồi cạnh chị Trúc, mà mắt thì cứ ngó giáo giác tìm Trường. Anh đang uống cà phê cùng vài người trong công ty. Cô nửa muốn tới nói chuyện, nửa thấy ngại vì đông người quá, thế là cô chỉ biết ngồi im. Một lát mọi người đứng lên, Minh Khánh liếc nhìn bàn Trường, thấy anh định đi, cô vội bước tới phía anh, gọi một cách rụt rè: anh Trường. Trường quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy cô gọi, nhưng cũng cười nhã nhặn: chào em. Minh Khánh thoáng lúng túng: em có thể nói chuyện với anh một lát không? Được chứ. Anh đưa mắt tìm một bàn trống ngoài sân rồi khoát tay: lại đằng kia đi. Cả hai ngồi đối diện qua chiếc bàn tròn,
Bình Khánh lúng túng giấu tay dưới gầm bàn. Lúc nãy cô rất muốn gặp riêng Trường, cô nghĩ là có nhiều chuyện để nói, nhưng bây giờ thì đâm ra chẳng biết nói gì. Thật ra giữa anh với cô đâu có chuyện gì để nói, nhất là anh cứ im lặng như chờ, làm cho cô thấy càng lúng túng hơn. Trường yên lặng nhìn Minh Khánh, nụ cười rất thân ái, như khuyến khích cô dạng dĩ lên. Nhưng thấy cô cứ ấp a ấp úng, anh tế nhị hỏi trước. Cô bé có chuyện gì vậy? Em à, em muốn nói là Thùy Dương về rồi, lúc em dậy thì chẳng thấy nó đâu, nên em phải nói với anh. Trường nhíu mày nhìn Khánh nhưng không nói gì. Cử chỉ đó càng làm cô thấy bối rối. Cô liếm môi như có lỗi. Hôm qua em với Thùy Dương nói chuyện rất căng thẳng, em không ngờ là nó giận, sáng nay bỏ về luôn. Trường có vẻ quan tâm. Hai cô có chuyện không vui có phải không? Dạ đúng, nhưng cũng không đến nỗi phải giận. Trước giờ tụi em rất hay cãi nhau, nhưng chỉ một lát là bỏ qua, chẳng bao giờ nó giận dữ như vậy. Em xin lỗi anh. Trường nhướng mắt. Tại sao phải xin lỗi tôi? Em chọc Thùy Dương bỏ về, chắc anh buồn lắm phải không? Buồn ai? Ý em nói là không có Thùy Dương anh sẽ buồn, mà lỗi là tại em. Nếu hai cô giận nhau vì tôi thì chắc tôi sẽ buồn, nhưng nếu là chuyện riêng của các cô thì tôi làm sao mà can thiệp được. Sao lại thấy có lỗi với tôi? Minh Khánh lấm lét nhìn Trường. Không biết anh có đoán ra chuyện gì không? Nếu anh mà biết cô với Thùy Dương gây nhau vì anh thì sẽ xấu hổ không biết trốn vào đâu. Cô hỏi dè dặt. Thùy Dương bỏ về một mình, anh có giận em không? Các cô xích mích với nhau, tôi lấy lý do gì để giận cô bé nhỉ? Nhưng tôi muốn biết tại sao Thùy Dương về mà không nói với tôi. Em cũng không biết, chắc nó ngại. Ngại tôi cản à? Không phải không phải, em nghĩ là... Cô lúng túng một lát rồi nói khẽ. Em biết là em vô lý, dù sao thì tình cảm không thể dành nhau được. Với lại anh với nó tới với nhau trước em. Thùy Dương rất thẳng thắn chứ không giấu giếm gì cả, lỗi là tại em vô lý. Trường không hiểu Minh Khánh muốn nói gì, lại càng không hiểu được tại sao cô nàng cứ một mực bảo là có lỗi. Anh không hiểu nổi cô có lỗi gì, nhưng không tiện hỏi, đợi cô tự nói ra. Nhưng Minh Khánh nhận ra nãy giờ mình lố bịch quá nên càng thấy lúng túng. Chẳng lẽ kể hết với anh những gì cô và Thùy Dương đã nói đêm qua? Nhưng mà chủ động gặp anh mà không có chuyện gì thì càng vô duyên hơn. Thế là cô cứ đưa mắt ngó ra ngoài một cách bồn chồn. Trường tưởng Minh Khánh có chuyện gì quan trọng nên ngồi kiên nhẫn chờ. Nhưng chờ hoài không thấy cô nói gì, anh cười nhã nhặn. Cô bé không ra tắm sao? Không đi cùng với bạn bè à? Dạ em chỉ có bạn là Thùy Dương, nhưng nó về mất rồi. Trường ngạc nhiên. Vậy cô bé quen với ai trong đoàn? Em là em chị Trúc đó. À hiểu rồi. Anh khoát tay nhưng muốn chấm dứt câu chuyện. Thôi nha, chúc buổi sáng vui vẻ, hẹn gặp lại sau nhé. Minh Khánh không còn cách nào hơn là đứng dậy. Cô hơi quê vì cách đuổi khéo của Trường, nhưng không thấy bị coi thường. Chính vì anh nói chuyện rất là ân cần và lịch sự quá nên cô không bị cảm giác bẽ mặt. Nhưng bảo không quê thì không thể nào phớt lờ được.